chương 2111, đoạn thứ nhất cánh tay. Hạ Vũ đoán chúng, Giang giật hoàn toàn chính xác đi thiên vũ giới, lần này hắn chuẩn bị cho Hạ Vũ một món lễ lớn, chính là chuẩn bị lưu lại 100 triệu minh tộc đại quân. Minh giới là minh tộc căn bản, Giang giật lần này chỉ là qua 5 ngày liền đi thiên cô giới, Hạ Vũ khẳng định kinh hãi, trước tiên hội trở về thủ. Đại quân khẳng định hội toàn bộ triệu tập trở về, dù sao Hạ Vũ không tại những đại quân kia ở lại bên ngoài tựu rất nguy hiểm. Nhiều như vậy đại quân muốn toàn bộ truyền tống về đi cần thời gian, Giang giật đem cái này thời gian đoán chắc, không nhiều không ít tại thiên vũ giới còn lại hơn một ức minh tộc lúc đánh ra. Nhiều lắm, ăn không vô, dễ dàng để nhân tộc yêu tộc quân đội tiêu hao quá nhiều. Quá ít không có ý nghĩa, hơn một ức vừa vặn. Từ khi cảm mộ hoành độ hư không cái này thần thông, phát hiện chính mình có thể tùy ý đi thiên hồng giới rất nhiều nơi về sau, Giang giật chiến lược tụ phi thường minh xác Hắn tạm thời không có cách nào diệt sát minh đế, vậy liền đem minh đế dọa đến tại minh giới không dám ra đến, đem minh giới bên ngoài sở hữu minh tộc quân đội xử lý, đoạn thứ nhất cánh tay. Hắn nắm giữ cái này thần thông về sau, kỳ thật đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ cần bất hòa minh đế đối mặt, chỉ cần minh đế không dám bỏ qua minh giới. Minh đế liền lấy hắn không có cách, hắn cũng đã nhận được đầy đủ thời gian đi cảm ngộ, đi tu luyện, đi để thế giới của hắn diễn hóa. Tại hắn ra thiên vũ thành trên không, dò xét đến minh cổ về sau, càng thêm hưng phấn. Minh cổ là minh đế phía dưới đệ nhất cường giả, giống như hôm nay có thể lưu lại minh cổ, cái kia có thể để minh đế đau lòng một hồi lâu, có thể làm cho minh giới thực lực đại tổn. Dầm dầm dầm, tất cả phong đế cấp cường giả ra, đối phía dưới một trận cuồng oanh loạn tạc, trước tiên tương thiên vũ thành minh thần đại trận hủy đi, ngăn cản minh đế đến giúp, ngăn cản nơi này minh tộc đại quân thoát đi. Giang giật, minh cổ phản ứng chậm, nghĩ bảo vệ minh thần đại thần đã muộn, hắn chỉ có thể mang theo 10 cái phổ thông minh vương đã sớm bay vụt lên trên thành, Viêm đế đám người công kích minh cổ cũng không phải là quá để ý, không bằng hắn nhìn qua giang giật trong đôi mắt đều là sợ hãi cùng xoắn suýt. Giang giật không phải vài ngày trước vừa mới đi thiên cô giới sao thế mà nhanh như vậy thời gian liền đi tới thiên vũ giới. Xem ra minh đế suy đoán phi thường chính xác, giang giật đạt được một loại tiên thuật, toàn bộ hồng mông thế giới đều có thể nhẹ nhõm vượt ngang. Năm đó tại băng chi nguyên tử địa bên ngoài hắn tự không có cách nào giết chết giang giật, còn có thể sao hắn xoắn suýt là đến cùng là chiến, vẫn là trốn như hắn trốn, cái này một ức hai ngàn vạn minh tộc quân đội sẽ bị giang giật vô tình huyết tẩy, mà đi hắn còn chưa nhất định trốn đi được. Giống như chiến, minh đế năm đó đều không thể giết chết giang giật, hắn có thể giết chết giang giật lại có một loại quỷ dị như vậy thần thông, có thể tại ngắn ngủi trong năm ngày vượt ngang hư không Nam Bắc, hắn chút thực lực ấy đủ sao. Chiến, cuối cùng minh cổ lựa chọn chiến, hạ vũ để hắn lưu lại chấn thủ, hắn không đánh mà chạy trở về khẳng định sẽ bị hạ vũ trách phạt, thậm chí xử tử. Sở dĩ hắn chuẩn bị toàn lực thử một lần, giống như có thể chém giết Giang giật tự tử chiến đến cùng, giống như một kích không thể đắc thủ lập tức thoát đi. Giết, hắn gào thét một tiếng, trong tay ma vương cờ vô hạn biến lớn, hướng thiên phượng đại đế các loại chờ, sở hữu phong đế cấp bao phủ đi. Bên cạnh hắn 10 cái ngụy đế cấp minh vương đi theo ma vương cờ bay đi, phía dưới thì là lít nha lít nhít đếm không hết cao cấp minh tướng. Giết, Giang giật không có triệu tập đại quân ra, ngụy đế cấp đều không có phóng suốt một cái, hắn chỉ là đem phong đế cấp phóng xuất trước hết nghĩ biện pháp giết chết minh cổ lại nói suy suy sở hữu phong đế cấp xuất thủ đối ma vương cờ cuồng oanh loạn tạc đáng tiếc ma vương cờ là minh đế tự mình luyện hóa lực phòng ngự phi thường cường đại năm cái phong đế cấp thế mà đều không thể phá vỡ ma vương cờ chỉ có thể đem ma vương cờ đập xuống dưới ông ma vương cờ đột nhiên biến mất 10 cái ngụy đế cấp minh vương trùng sát đi lên đằng sau lít nhà lít nhít cao cấp minh tướng gào thét mà lên thoáng cái liền đem viêm đế thạch đế ngân đế thiên phượng thần nghe đại đế đều cho quấn đi vào. Trước tiên đem những này cấp thấp minh vương xử lý, giang giật sừng sững trên không trung, nhìn thấy thiên phượng đại đế nghĩ trở về bảo hộ hắn, khoát tay áo ra hiệu bọn hắn đừng quản. Hắn làm sao không biết minh cổ ý đồ minh cổ đã muốn chơi, hắn liền hảo hảo bồi minh cổ chơi đùa. Phía dưới khói đen cuồn cuộn mà lên, thoáng cái tựu che đậy nửa bầu trời, minh cổ mặc dù không có hiển lộ khí thế cùng bản tôn, nhưng tuyệt đối tự mượn nhờ ma vương cờ tiềm phục tại bên trong chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng ông giang giật trong tay thiên châu quang mang lấp lánh từng bầy hỗn độn trùng phong trùng xuất hiện đem hắn bên người phương viên vài dặm đều bao phủ đi vào chết minh cổ tiếng gầm gừ vang lên hắn thân thể hóa thành một đạo trùng thiên hắc khí bắn thẳng đến không trung tốc độ quá nhanh hắn căn bản không thèm để ý những cái kia phong trùng cùng hỗn độn trùng đám côn trùng này có lẽ sẽ đem hắn cắn bị thương lại không cách nào cắn chết hắn Giang giật đến giờ phút này đều không có phóng thích hỗn độn chi khí, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Ông, đột nhiên, Giang giật sau lưng xuất hiện một điểm đen, tiếp lấy điểm đen cấp tốc biến lớn, biến thành một cái thông đạo. Giang giật thân thể hướng thông đạo chậm chạp thối lui, con mắt một ngực nhìn qua nổ bắn ra mà đến minh cổ, hắn còn cười lạnh truyền âm nói, minh cổ, người muốn giết ta nằm mơ. Chết, 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 minh cổ một bên bay vụt mà đến một bên gào thét không thôi, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen, đột nhiên hướng giang giật đâm tới. Trường thương bên trên nồng đậm minh ma tử khí lưu chuyển, hắc kim sắc phù văn lấp lánh, mang theo dọa người khí tức, trường thương đầu thương chỗ hư không tầng tầng chấn động, xuất hiện đạo đạo khe hở, như giang giật bị đâm trúng, thân thể tuyệt đối phải bạo liệt. Năm ngàn trượng, ngàn trượng, năm trăm trượng, giang giật một bên lui nhanh, một bên âm thầm tính lấy khoảng cách, tại minh cổ khoảng cách thông đạo trăm trượng lúc, Hắn đột nhiên khống chế thông đạo sinh ra to lớn hấp lực, ý đồ đem Minh Cổ cho hút vào đi vào. Trong thông đạo liền là thế giới của hắn, Minh Cổ dám đi vào, hắn đưa tay ở giữa có thể làm cho Minh Cổ hôi phi yên diệt. Không đúng, ngay tại thông đạo sinh ra hấp lực trong nháy mắt đó, Minh Cổ trong đầu hiện lên nguy hiểm chí mạng. Trong tay hắn Ma Vương Cờ xuất hiện, kịch liệt phóng đại, trực tiếp hướng thông đạo bao phủ tới, mà thân thể của hắn lại không chút do so dự hướng trên không trung vào tới. Hắn vừa rồi đã làm xuống quyết định một kích thì lùi, mặc kệ có thể thành công hay không. Giờ phút này trong đầu của hắn hiển hiện nguy hiểm chí mạng, điều này nói rõ hắn dám tiếp tục công kích, tuyệt đối hữu tử vô sinh, hắn lựa chọn đào tẩu. Suy suy, ma vương cờ rất cường đại, nhưng chỉ chỉ là chặn trong chốc lát, tụ bị trong thông đạo hấp lực cường đại hút vào. Giang giật thần thức trước tiên nhô ra đến, phát hiện minh cổ đã hóa thành một ngày hắc bắn không chung, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Minh cổ một khắc cuối cùng không có mắc lừa, hắn bỏ lỡ chém giết minh cổ cơ hội, minh cổ chiến lực nhưng so sánh không có đột phá thanh đế dựa vào thiên phượng đại đế bọn người căn bản đuổi không kịp cũng giết không được chạy trốn liền chạy đi giang giật rất mau đem minh cổ ném ra sau đầu ánh mắt nhìn về phía phía dưới chiến trường phía dưới chiến đấu rất kịch liệt mặc dù thoạt nhìn là vô tận minh tộc tại vây giết năm cái phong đế cấp nhưng kỳ thật lực lượng rất cách xa phong đế cấp cùng ngụy đế cấp có cách nhau một trời một vực không có một cái nào ngụy đế cấp minh vương có thể tổn thương viêm đế bọn hắn ngược lại bị nhẹ nhóm đồ sát, năm cái đại đế như năm con mãnh hổ sông vào một đám đàn linh dương bên trong, căn bản không có một chiêu chi địch. Phong trùng, hỗn độn trùng, thử thiết thú, thụ yêu. Thiên đình thoáng hiện, đếm không hết phong trùng, hỗn độn trùng, thụ yêu xuất hiện, thử thiết hóa thú làm thép thiết hồng lưu gào thét mà đi, trực tiếp phóng đi minh tộc dày đặc nhất khu vực. Minh thần đại trận bị hủy, minh cổ chạy trốn, phía dưới hơn một ức minh tộc quân đội rắn mất đầu. Minh tộc quân đội trung thành nhất, cứ việc đối mặt chính là giang giật cùng mấy cái phong đế cấp, bọn hắn không có nửa điểm lùi bước, cũng không có chạy trốn. Bởi vì Minh Cổ trốn được rất nhanh, đã ra khỏi thiên vũ giới, mà hắn sau cùng mệnh lệnh là giết. chương 2112, vấn đề lớn, nhân tộc yêu tộc quân đội rất quý giá, giang giật không muốn tiêu hao quá nhiều, sở dĩ chỉ có thể khổ khiên 5 cái phong đế cấp. Giang giật đem toàn bộ phong trùng cùng hỗn độn trùng thụ yêu đều phóng ra, đám côn trùng này thụ yêu kỳ thật nhưng so sánh mấy ngàn vạn đại quân nhất là hỗn độn trùng phòng ngự cùng công kích quá cường đại, năm đó linh dương thượng nhân đều có thể gặm ăn, chớ nói chi là những này minh tộc quân đội. Đám côn trùng này đều là bị thôn thiên thú thuần hóa, minh tộc nghĩ ma hóa rất khó, thụ yêu càng là không có linh hồn, lại thế nào ma hóa đâu thử thiết thú ngược lại là lại nhận một chút ảnh hưởng, bất quá giang giật có chữ tiểu triện ký tự, nhẹ nhõm có thể tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí. Ngũ đại phong đế cấp như mãnh hổ tại đầy trời trong đại quân tung hoành, mục tiêu của bọn hắn là minh vương cùng cao cấp minh tướng chỉ cần chém giết toàn bộ minh vương cùng cao cấp minh tướng, còn lại quân đội liền dễ làm. Quân đội có một ức hai ngàn vạn, minh vương cũng không có quá nhiều, đại bộ phận minh vương đô đi theo hạ vũ trở về. Cao cấp minh tướng ngược lại là rất nhiều, dù sao muốn thống soái nhiều như vậy quân đội, không có cao cấp minh tướng chân áp quân đội muốn loạn. Một đám phong đế cấp đối đầu cao cấp minh tướng, chiến đấu này không có bất ngờ, chỉ là vấn đề thời gian, phong trùng chiến lực nhưng so sánh ngụy đế cấp, hỗn độn trùng chiến lực nhưng so sánh cao cấp ngụy đế cấp, thủ yêu cũng có thể so ngụy đế cấp, cái này chiến lược tranh lệch quá rõ ràng. vẹn vẹn ba canh giờ, cao cấp minh tướng cơ hồ chết hết, quân đội tử thương vượt qua ngàn vạn. giang giật xem tình huống không sai biệt lắm, thiên đình quang mang lấp lánh, đem ngụy thiên vương đao nô hàng khôi các loại chờ, một đám ngụy đế cấp phóng ra, sau đó đem phong vương cấp đều tung ra ngoài, gia nhập đồ sát trong đại quân. cái này, đây không phải thiên vũ giới sao? đao nô bọn người còn tưởng rằng tại thiên cô giới, bốn phía nhìn lướt qua toàn bộ trợn tròn mắt. Nhìn phía dưới đếm không hết minh tộc, nhìn thấy toàn thành thi thể, nhìn thấy năm cái phong đế cấp xiết đến đang sảng khoái, đau nô bọn người không để ý tới nghĩ quá nhiều, nhao nhao bạo gào thét hướng phía dưới phóng đi. Giết, từng bầy phong vương cấp đi theo lao xuống đi, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Minh tộc hung hãn không sợ chết, coi như đánh đến một khắc cuối cùng không có mệnh lệnh cũng sẽ không lui, minh cổ chạy trốn. Một đám ngụy đế cấp minh vương bị giết, đã không có cao tầng cho bọn hắn ra lệnh, bọn hắn chỉ có thể tử chiến chiến đấu như vậy không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói song phương đều toàn lực xuất thủ không phải ngươi chết chính là ta sống bên này rất nhanh cũng xuất hiện thương vong từng cái phong vương cấp cường giả chết đi giang giật mặt không biểu tình sừng sướng hư không bên trên không phải hắn lãnh huyết trơ mắt nhìn xem những cái kia phong vương cấp chết đi hắn cũng là không có cách nơi này chiến đấu nhất định phải nhanh kết thúc ai cũng không biết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên tình huống vạn nhất hạ vũ vận dụng đặc thù thần thông truyền tống tới đây chứ vạn nhất còn có ẩn tàng minh thần đại trận đâu. Hắn ngược lại là không quan hệ, tùy thời có thể thối lui thế giới của mình bên trong, giống như hạ vũ một khi xuất hiện, viêm đế thạch đế ngụy thiên vương bọn người tựu nguy hiểm, hắn đều không có thời gian đem bọn hắn chuyển di đi vào. Năm canh giờ, 10 canh giờ, minh tộc quân đội đã tử thương vượt qua 60 triệu, cường giả cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Giang giật cảm giác không thể đợi thêm nữa, đem thiên đình bên trong quân đội từng 7 triệu tập ra, bắt đầu sau cùng tổng tiến công, mau chóng đem sở hữu minh tộc quân đội chém giết, sau đó rời đi. Chuyện hắn lo lắng không có phát sinh, minh đế cũng không có truyền tống tới, minh cổ cũng không có trở về, tại sau mười mấy canh giờ, 120 triệu minh tộc quân đội toàn bộ chôn vùi tại thiên vũ thành phụ cận. Vào thiên đình bên trong đi, giang giật như chút được gánh nặng, triệu tập quân đội cường giả tiến vào thiên đình, chờ sở hữu quân đội trở ra, hắn trong nháy mắt tiến vào thế giới của mình biến mất tại thiên vũ giới. Nửa ngày sau, thiên vũ giới tình huống hồi báo đi minh giới, hạ vũ nội tâm trầm xuống, may mà minh cổ chạy trốn, đây coi như là tin tức tốt duy nhất đi. Hạ vũ là triệt để không dám rời đi minh giới, giang giật có thể tại hồng mông thế giới tới lui tự nhiên, nàng nhưng không có năng lực như vậy. Minh thần đại trận một khi hủy đi, nàng coi như theo thiên tượng giới bay đến minh giới ít nhất cần mấy ngày, này thời gian đầy đủ giang giật huyết tẩy minh đế thành, hủy đi rất nhiều minh nguyên. Minh cưới đi thu thập thông thiên thần trận vật liệu đi, nghe nói đã góp nhặt hơn phân nửa, Hạ Vũ nghĩ nghĩ lại điều tập mấy cái minh vương đi thu thập, đồng thời truyền báo cho bên ngoài sở hữu bí cảnh minh tộc, thu thập những tài liệu này. Chỉ cần cái này thông thiên thần trận có thể kiến tạo, có thể kinh động hình sử đại nhân, Hạ Vũ tự có lòng tin diệt sát giang giật cùng loại kia tiên thú. Nàng không hiểu thiên quy, lại phi thường xác định tiên thú truyền thụ như thế biến thái thần thông cho giang giật, tuyệt đối xúc phạm thiên quy. Minh Đồng bên kia đã thông qua từng cái minh thần đại trận, bí mật truyền tống đi thiên hồng giới phụ cận bí cảnh. Đoán chừng đã trải qua rồi tiêu diệt toàn bộ thiên hồng giới ngoại nhân tộc trinh sát, rất nhanh liền có thể công chiếm thiên hồng giới, tiếp theo công chiếm thất giới. Giang giật biến mất về sau, lần nữa yên lặng mấy ngày, năm ngày sau đó ra thiên tiên giới. Bất quá hạ vũ đã sớm đem quân đội điều tập trở về, chỉ là còn lại 200 vạn cấp thấp nhất quân đội chấn thủ. Giang giật cũng không để ý, 200 vạn cũng là quân đội, như cũ đổ sát. Lần này hắn không có hủy đi minh thần đại trận, để thiên phượng đại đế khống chế mấy cái minh tướng, thông qua minh thần đại trận truyền tống đi thiên ma giới, đem thiên ma giới quân coi giữ cũng dọn dẹp. Thông qua minh tướng giang giật đạt được tin tức, hạ vô toàn bộ rút về, đã bỏ đi sở hữu giới diện, co đầu rút cổ tại minh giới không ra ngoài. Chiếm được tin tức này, viêm đế thạch đế ngụy thiên vương bọn người tinh thần đại trấn. Giang giật này bằng với là gián tiếp thu hồi tất cả giới diện, chỉ còn lại một cái thiên linh giới thiên cương giới, đoán chừng bên trong cũng không có bao nhiêu quân đội, tùy ý có thể thanh lý. Đương nhiên, nhân tộc không chiếm lĩnh những này giới diện, không coi là triệt để thu hồi. Coi như cho nhân tộc chiếm cứ, viêm đế mấy người cũng không có lá gan này, nhân tộc chỉ có như vậy một chút quân đội, chiếm cứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang đại nhân, tiếp xuống người có tính toán gì, thiên ma giới sở hữu minh tộc bị tàn sát về sau, viêm đế bọn người không có lập tức đi vào thiên đình, vây quanh giang giật bên người, muốn hỏi một chút hắn kế hoạch tiếp theo dự định giang giật nhìn qua đôi một hy vọng ánh mắt cười nhạt một cái nói còn có thể có tính toán gì đem bên ngoài tất cả minh tộc đánh giết về sau chúng ta đánh tới minh giới đem minh đế xử lý thiên hạ liền thái bình một đám người trợn trắng mắt giang giật cái này nói tương đương không nói hắn căn bản cũng không có lộ chân tương ý tứ trước đó cũng là qua loa đại gia kết quả vô thanh vô tức đem minh tộc hơn một ức quân đội không hiểu thấu liền xử lý ngụy thiên vương nhìn thấy viêm đế bọn người lại muốn hỏi thăm khoát tay áo nói tốt đại gia khác đừng, đều đừng hỏi hắn, nghe theo thiếu đế mệnh lệnh làm việc đi. Giang giật rõ ràng không tin lắm đảm nhiệm viêm đế bọn hắn, Ngụy Thiên Vương xem như đã nhìn ra. Có lẽ Giang giật có phi thường đặc biệt ý nghĩ, bất kỳ người nào đều không muốn nói cho, dạng này có thể bảo đảm tuyệt đối giữ bí mật. Giang giật gật đầu nói, các người an tâm mang theo là được, ta có thể bảo đảm là lần này tuyệt đối có thể chém giết minh đế, hủy diệt minh tộc. Tốt, có thể được đến câu nói này, viêm đế bọn người có chút tâm, toàn bộ đều tiến vào thiên đình giang giật đem thiên đình thu nhập thiên châu bên trong lần nữa đi vào thế giới của mình bên trong đứng tại hư không bên trong cảm thụ được bốn phía tĩnh di nhìn qua nơi xa đầy trời đầy sao giang giật lông mày chăm chú nhíu lại làm sao chém giết minh đế giang giật gần nhất chưa bao giờ đi cân nhắc vấn đề này hắn cân nhắc chính là hắn thế giới bởi vì gần nhất hắn phát hiện mấy cái trí mạng vấn đề lớn hắn phát hiện thế giới của hắn cùng phía ngoài hồng mông thế giới có rất nhiều chỗ khác biệt, mà lại hắn cảm giác thế giới của mình gần nhất không gian có chút không ổn định, theo thời gian trôi qua, không gian càng ngày càng không ổn định. Giống như hắn không nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này, thế giới của hắn rất có thể hội. Sụp đổ, chương 2113, tìm kiếm đáp án. Giang giật kỳ thật trước đó liền phát hiện thế giới của hắn cùng hồng mông thế giới có rất nhiều chỗ khác biệt, không bằng hắn khi đó cũng không có quá để ý. Một cái là thế giới mới, một cái là đã tồn tại mấy trăm vạn năm thế giới, có tranh lệch là bình thường. Thẳng đến gần nhất mấy ngày, thế giới của hắn xuất hiện một chút không ổn định, lúc này mới đưa tới hắn coi trọng. Lần này sau khi đi vào, hắn phát hiện không gian càng ngày càng không ổn định, mặc dù còn không đến mức sụp đổ, nhưng hắn nội tâm nặng nề rất nhiều. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ được thế giới của hắn, phát hiện không ổn định khu vực ra khu vực biên giới, mà lại không phải một chỗ, tất cả khu vực biên giới đều có sóng chấn động. Hư không loạn lưu, không gian hắc động, tử địa, bí cảnh. Giang giật phát hiện thế giới này cùng hồng mông thế giới có rất rất nhiều khác biệt, thế giới bên ngoài có hư không loạn lưu, có không gian hắc động, có dung nham tử địa, có rất nhiều thiên địa bí cảnh các loại chờ thế giới của hắn lại cái gì cũng không có. Chỉ có từng cái hỗn độn, còn có một cái hắn hấp thu thế giới bên ngoài thiên địa linh khí cùng nguyên tố thúc đẩy sinh trưởng giang giới. Mà lại trọng yếu nhất một điểm thiên địa linh khí, thế giới của hắn không có thiên địa linh khí, bên trong thiên địa linh khí đều là từ bên ngoài hấp thu vào đây. Giang giới bên trong thiên địa linh khí rất nồng nặc, vấn đề là nhiều như vậy nhân tộc yêu tộc võ giả tại thu luyện, đang hấp thu. Các loại chờ sở hữu thiên địa linh khí hấp thu xong, giang giới liền sẽ biến thành một cái chết giới, cây cối hội cô quạch, hoa cỏ hội tàn lụi, động vật lại bởi vì không có đồ ăn từng mảnh từng mảnh chết đi, toàn bộ chuỗi sinh vật hội đứt gãy, cuối cùng nhân tộc cùng yêu tộc cũng sẽ từng bầy chết đi. Chẳng lẽ thế giới của ta không ổn định, là bởi vì không cách nào sinh ra thiên địa linh khí. Giang giật nội tâm dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bất kể có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn phát hiện thế giới này không cách nào sinh ra thiên địa linh khí, bản thân cái này liền là một cái chỗ chí mạng. Hắn luôn không khả năng một mực từ bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí A. Giang giới nhân khẩu đã đạt đến mấy ngàn tỷ, 10 năm về sau người này khẩu cơ số hội vượt qua mấy lần, sở hữu nhân tộc yêu tộc đều sẽ tu luyện, đều đang hấp thu thiên địa linh khí, hắn coi như liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí cũng sẽ cung ứng không được. Hồng mông thế giới thiên địa linh khí là thế nào tới? Giang giật không nghĩ ra, hồng mông trong thế giới sinh linh nhiều lắm, thiên địa linh khí nhưng chưa bao giờ có khô kiệt tình huống phát sinh. Cũng tỉ như thiên hồng giới tồn tại nhiều năm như vậy, đỉnh phong nhất thời điểm nhân khẩu đạt tới mấy ngàn tỷ, nhưng thiên hồng giới thiên địa linh khí lại là một mực nồng đậm như vậy. Đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Giang giật nhắm mắt đứng tại hư không bên trong, lặp đi lặp lại thôi diễn, thiên cương giới cùng thiên linh giới còn có minh tộc quân đội không có thanh lý, hắn lại không cố được nhiều như vậy. Thế giới này là phía sau của hắn, bên trong có hắn tộc nhân thân nhân bằng hiếu, còn có đếm không hết nhân tộc cùng yêu tộc, chuyện nơi đây là trọng yếu nhất, minh đế có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giết. Lần này giang giật dòng giã bế quan nửa tháng, nhưng hắn nhưng như cũng không có tìm được biện pháp, trong hư không ba động càng lúc càng lớn, mặc dù ngoại nhân cảm thụ không ra, giang giới bên trong một mảnh yên tĩnh, nhưng Giang giật nội tâm lại là càng ngày càng nhanh. Ra ngoài, đã bế quan nửa tháng cũng không nghĩ đến biện pháp, kia tại bế quan này 10 năm cũng tương tự hội không thu hoạch được gì, Giang giật chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm đáp án. Đi thiên cương giới đi, thiên cương giới cùng thiên linh giới cách ly thiên hồng giới quá gần, Giang giật vẫn là có chút không yên lòng, khóa chặt thiên cương giới địa vực, hắn mở ra một cái thông đạo. Hưu, Giang giật ra thiên cương trên thành uổng phí, thần thức trong nháy mắt quét xuống dưới, không ra ngoài dự liệu của hắn, thiên cương thành nội chỉ có hơn 100 vạn cấp thấp minh tộc quân đội, căn bản không có cao cấp minh tộc. Ông, Giang giật đều không muốn kinh động viêm đế bọn hắn, thả ra một chút hỗn độn trùng hướng phía dưới gào thét mà đi, hắn cũng không chỉ huy, để thôn thiên thú ra chính mình chỉ huy giết chóc. Giang giác, hơn nửa canh giờ về sau, Giang giật bên hông treo một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn, hắn thần thức quét qua trong mắt lập tức đằng đằng sát khí. Ngọc phù này là hắn lưu cho cửu dương quân một cái trinh sát thống lĩnh, cái này trinh sát thống lĩnh là ngụy bình bình gia tuyệt đối trung thành trinh sát tiềm phục tại cửu dương thành bên trong giống như cửu dương thành xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn cái này trinh sát hội bóp nát ngọc phù giang giật cũng có thể trước tiên biết rõ giờ phút này ngọc phù nát điều này nói rõ minh tộc rốt cuộc nhìn trời hồng giới triển khai thế công tiểu mãnh trở về giang giật không để ý tới phía dưới minh tộc mà kệ kia mấy trăm vạn hỗn độn trùng mạng người quan trọng Mặc dù bên kia lưu lại một hai trăm vạn nhân tộc quân đội đều không có cường giả, nhưng đều là nhân tộc đồng bào. Hắn chạy tới không cần bao nhiêu thời gian, đi có thể còn có thể cứu một chút. Hắn trong nháy mắt mở ra thông đạo tiến vào thế giới của mình, sau đó cảm ứng thiên hồng giới bên kia phương vị, sau một khắc mở ra một cái thông đạo liên tiếp thiên hồng giới. Dầm dầm dầm, vừa mới ra thiên hồng giới, giang giật liền nghe đến từng đợt tiếng oanh minh, hắn thần thức đảo qua phát hiện khắp nơi đều tại khai chiến. Minh tộc tới quân sĩ cũng không có quá nhiều chỉ có 300 vạn, nhưng bên trong có một cái phong đế cấp minh vương, còn có 10 cái ngụy đế cấp minh vương, trái lại nhân tộc bên này tối cường chỉ có ba cái phong vương cấp, giờ phút này chết trận hai cái. Giết, giang giật bạo giống một tiếng, thiên đình xuất hiện, tiếp lấy thiên phượng đại đế thần nghe đại đế viêm đế bọn người gào thét mà đi, mọi người nhận được giang giật truyền âm để bọn hắn ra chém giết minh tộc. Mọi người thần thức quét qua phát hiện cửu dương thành đã bị san thành bình địa, tất cả cường giả đều nổi giận, khóa chặt phong đế cấp minh vương minh đồng bắn tới giang giật minh đồng kinh hãi hắn lần này đã rất cẩn thận từng bước đem thiên hồng giới ngoại sở hữu trinh sát đều thanh lý hoàn tất làm sao mới vừa tiến vào thiên hồng giới giang giật liền đến rút lui nhìn thấy năm cái phong đế cấp đánh tới minh đồng không cố được nhiều như vậy lập tức hướng không trung bắn tới thiên phượng đại đế trong mắt lóe lên ánh bạc nhanh chóng đuổi kịp minh đồng hắn vận dụng công kích linh hồn đối phó minh cổ hắn không có cách đối phó một cái bình thường phong đế cấp minh vương như còn có thể để hắn chạy trốn, hắn cũng không cần lăn lộn. Minh đồng linh hồn không tính mạnh, bị hai đạo ngân quang đánh chúng thân thể ở giữa không chung dừng lại một hơi. Cường giả giao chiến một hơi thời gian đủ để chí mạng, năm cái phong đế cấp đi ba cái đuổi kịp minh đồng, kết cục đã không cần nói nhiều. Còn có hai cái phong đế cấp đi phía dưới, bắt đầu đồ sát những cái kia ngụy đế cấp minh vương. Giang giật đem ngụy bình bình hạng khôi bọn người phóng ra, thả ra ngàn vạn quân đội, còn thả ra rất nhiều hỗn độn trùng phong trùng, lần này tiến công thiên hồng giới minh tộc, giang giật chuẩn bị toàn bộ lưu lại. Nhiều như vậy phong đế cấp cùng cường giả quân đội, còn có phong trùng hỗn độn trùng, lưu lại 300 vạn minh tộc quân đội không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ là hai canh giờ, đại chiến tự kết thúc, giang giật sừng sững trên hư không, lẳng lặng nhìn hết thảy, không có xuất thủ, cũng không có chỉ huy chiến đấu. Vù vù, chiến đấu kết thúc, ngụy Thiên Vương bọn người bay đi lên, mọi người coi là Giang Giật muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi, tiếp tục đổ sát còn lại giới diện minh tộc quân đội. Các ngươi đều tại thiên hồng giới ở lại đi, đem bên ngoài minh tộc trinh sát thanh lý dưới, ta nghĩ đi chung quanh một chút, ta cần tìm kiếm một chút đáp án. Giang Giật khoát tay áo, để mọi người tại thiên hồng giới ở lại, thuận tiện thanh lý thiên hồng giới ngoại trinh sát. Minh đế còn tại minh giới, trong thời gian ngắn khẳng định không dám ra tới. Coi như truyền tống đi thiên linh giới, muốn đi qua cũng cần một đoạn thời gian, Giang giật chuẩn bị đi khắp nơi đi, thăm dò một chút hồng mông thế giới bí mật. Thế giới của hắn hư không ba động đã hết sức rõ ràng, như hắn còn không thể nghĩ đến biện pháp, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Một khi thế giới sụp đổ, hắn đem lần nữa trở lại nguyên điểm, toàn bộ hồng mông thế giới sẽ tại minh tộc dưới chân run rẩy. chương 2114, Đại Trận Thành, Giang giật rời đi cửu Dương Thành, khống chế thiên đình tại thiên hồng giới phiêu đáng, hắn cũng không biết đi đâu, không biết đi cái nào tìm kiếm đáp án, hắn chỉ có thể chẳng có mục đích phi hành. Hắn hướng bắc mới bay làm được, thiên đình tốc độ rất nhanh, mấy canh giờ tựu vượt ngang ngàn vạn dặm, hắn thần thức bốn phía liếc nhìn, mờ mịt nhìn qua phía dưới cảnh sắc không ngừng lui lại, sướng sờ ngẩn người. Giang giật, người đang suy nghĩ gì đấy? Giang giật tại một cái tiểu thiền điện bên trong, bên trong chỉ có kha lộng ảnh một người. Bởi vì có đôi khi cần kha lộng ảnh giúp hắn khống chế thiên đình, sở dĩ kha lộng ảnh hắn một mực lưu tại thiên đình bên trong, Giang giật sau khi đi vào tựu sướng sờ ngẩn người, Kha lộng ảnh bắt đầu không dám đánh nhiễu, phát hiện Giang giật phát mấy canh giờ ngốc, Kha lộng ảnh rốt cục nhịn không được. Không có gì, Giang giật lông mày nhíu chặt, những chuyện này quá nan giải thả, hắn cũng không muốn để Kha lộng ảnh lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy lôi kéo Kha lộng ảnh tay nói ra, đi, theo giúp ta xuống dưới đi một chút. Tốt, Kha lộng ảnh ngòn ngọt cười, tại thiên đình bên trong nàng đã sớm buồn bực hỏng, khó được Giang giật chủ động đưa ra ra ngoài đi một chút nàng cầu còn không được. Giang giật nắm kha lộng ảnh tay ra phía ngoài, thu hồi thiên đình, Giang giật cũng không nói chuyện tựu nắm kha lộng ảnh tay hướng phía trước mới bay đi. Giang giật bay không cao, phía dưới dãy núi, dòng sông, sơn cốc, cây cối, dã thú đều có thể tinh tường nhìn thấy. Bên này Giang giật không biết là cái gì vực, không biết là cái gì thành trì phụ cận, hắn mặc kệ những này mờ mịt một đường bay đến. Bay qua núi cao, vượt qua dòng sông, sợ quá chạy mất dã thú. Gió mát nhẹ nhẹ, hương hoa sông vào mũi, không khí thanh tân, tiểu điểu vui sướng ngâm sướng, tiểu ngư tại trong sông vẫy vùng, hết thảy hết thảy đều là an tĩnh như vậy tương hoa. Giang giật giờ khắc này nội tâm trở nên phi thường linh hoạt kỳ ảo, hắn quên đi phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, quên đi minh đế, quên đi thế giới của mình, cứ như vậy mang theo kha lộng ảnh bốn phía bay đi, thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc, hưởng thụ lấy an nhàn trong khoảnh khắc. Không biết bay bao lâu, nửa ngày vẫn là một ngày Giang giật thấy được phía trước có một tòa hồ nhỏ, hắn nghĩ nghĩ dứt khoát mang theo kha lộng ảnh bay xuống. Chúng ta ở lại đây một đoạn thời gian như thế nào? Giang giật trên mặt lộ ra nụ cười, để kha lộng ảnh nao nao, bất quá nàng rất nhanh ngọt ngào cười nói, tốt. Ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, ta đi xây một cái phòng ở. Giang giật vỗ vỗ kha lộng ảnh bả vai, lấy ra một cái binh khí, nhanh chóng chặt cây cây cối. Rất nhanh liền ở bên hồ xây dựng một kiện nho nhỏ nhà gỗ, kha lộng ảnh vui vẻ công việc, giúp đỡ trang trí nhà gỗ, còn theo trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều thứ đem cái này nhà gỗ bố trí thành một cái ngọt ngào xào huyệt ân ái kha lộng ảnh không biết giang giật đây là nổi điên làm gì không đi giết minh tộc không đi giang giới lại chạy đến thiên hồng giới dã ngoại đến ở một thời gian ngắn nàng là một cái phi thường thông tuệ nữ tử biết rõ giang giật làm như vậy có hắn thâm ý làm nữ nhân của hắn nàng hẳn là hết thảy phục tùng giang giật ý nguyện để hắn vui vẻ để hắn vui vẻ nhào các loại chờ nhà gỗ thành lập xong được Giang giật nhảy xuống trong sông bắt được mấy đầu phì ngư, lại đi bắt mấy cái tiểu dã thú, nhóm lửa thịt nướng cá nướng. Ăn uống no đủ, Giang giật làm một cái cần câu cá ngồi ở bên hồ câu cá. Hắn không có thả cá mồi, thậm chí dây câu đều là một cái mảnh đằng, hắn lặng lặng ngồi ở bên hồ, kha lộng ảnh hầu ở một bên, hai người đều không nói gì. Thanh phong theo hồ phía bên kia thổi tới, hồ quang vảy vảy, bốn phía một mảnh tĩnh di, kha lộng ảnh ngồi ngồi tựa ở giang giật trên thân ngủ thiếp đi, giang giật mỉm cười nhìn nàng một chút, tiếp tục xem phía trước. Kỳ thật Giang Giật cũng không biết, hắn ở lại đây lấy có thể hay không tìm tới đáp án. Nhưng hắn bản năng liền muốn làm như vậy, biến thành một phàm nhân, yên lặng tại phàm nhân thế giới bên trong, đi dùng một phàm nhân ánh mắt nhìn thế giới này, có lẽ hắn liền có thể tìm tới hắn muốn đáp án. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt lại là nửa tháng trôi qua. Hạ Vũ không có từ minh giới ra, thiên hồng giới bên này tình báo đã sớm chuyển đi, Hạ Vũ không dám thiện động. Giang giật có thể nhanh chóng trở lại thiên hồng giới, chém giết minh đồng hạ vũ cũng không làm sao giật mình, nàng sầu muộn chính là chỉ có một thân mưu kế, lại cầm giang giật không có nửa điểm biện pháp. Duy nhất đáng giá nàng may mắn chính là, thông thiên thần trận vật liệu thu thập rất thuận lợi. Minh cổ đã theo thiên linh giới truyền tống về tới, trên người hắn tự có một nửa vật liệu, giờ phút này quy nạp thoáng cái, chỉ còn lại ba loại tài liệu. Đế tôn, tin tức tốt, hai ngày sau đó, Minh cổ mang đến tin tức tốt, còn lại hai loại vật liệu tại minh giới một cái vực nội tìm được. Còn có một loại vật liệu tại thiên tượng giới phụ cận một vùng đất chết bên trong phát hiện, giờ phút này minh cưới chính tự mình đi khai quật. Tốt, hạ vũ đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức quát khẽ, để cho người ta tại thiên tượng giới tu luyện minh thần đại trận, chỉ cần minh cưới có được tài liệu lập tức truyền tống về tới. Minh cổ, người đi trước tu luyện trận cơ, minh cưới sau khi trở về người thông báo tại ta, ta tự mình tạo dựng đại trận, triệu hoán hình sử đại nhân. Tuân mệnh, minh cổ trên mặt hình xăm uốn éo, hắn vô cùng hưng phấn tiên vực linh thú dám tự mình truyền cho giang giật như thế nghịch thiên tiên thuật phá hủy hạ giới cân bằng hình sử đại nhân một khi biết được tuyệt đối sẽ lập tức chu sát tiên cơ cùng giang giật dù sao giang giật học được không nên học đồ vật minh cổ điều tập rất nhiều minh giới cao cấp hoàng tộc bắt đầu tu kiến đại trận hắn tự mình giám thị trận pháp thứ này phổ thông minh tộc hoàn toàn không hiểu hoàng tộc có một ít hiểu bất quá không bằng nhân tộc bên kia tinh thông chỉ có thể hắn tự mình tỏa trấn xây dựng minh đế chuyển thế rất nhiều đời vượt qua dài lâu tuế nguyệt, cái gì đều hiểu, cái gì đều tinh thông. Trận pháp cấm chế thậm chí so nhân tộc đại sư đều tinh thông, minh cổ đi theo minh đế rất nhiều năm học xong rất nhiều. Trận cơ quá tốt xây dựng, chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian, minh đế trong thành trên quảng trường một tòa khoảng trừng phương viên ngàn trượng lớn trận cơ tự chữa chỉ tốt. Trận cơ tốt tu kiến, bất quá sau cùng trận văn lại muốn minh đế tự mình tạo dựng. Tạo dựng trận văn vật liệu minh cưới còn không có trả lại, còn lại hai loại vật liệu ngược lại là đã đưa tới. Ông, một ngày sau đó, Minh Đế trong thành truyền tống trận phát sáng lên, Minh cưỡi thân ảnh ra trong truyền tống trận. Hưu, hạ vũ thân thể theo Minh Đế lâu đài bên trong bắn ra, ánh mắt quét về phía Minh cưỡi, khóa chặt trên tay hắn một khối lớn màu xanh thấm kim loại, khóe miệng nàng lộ ra hoa mỹ nụ cười nói, không sai, liền là sao băng thạch, Minh cưỡi, làm cho gọn gàng vào. Đa tạ đế tôn, thuộc hạ không dám nhận, đạt được Minh Đế tán thưởng, Minh cưỡi mặt mũi tràn đầy vui mừng, Minh Đế rất ít tán dương, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt a. À. Toàn thành giới nghiêm, hạ vô tiếp nhận Minh cưỡi dâng lên sao băng thạch khẽ kêu một tiếng, Minh cổ vội vàng triệu tập quân đội, đem trong quảng trường bên ngoài cái chật như nêm cối. Toàn bộ thành trì đều bị quân đội tiếp quản, bất kỳ người nào dám dị động trực tiếp chém giết. Vật liệu quá khó tìm, phía ngoài giới diện đều bị giang giật đánh xuống, thu hoạch vật liệu khó hơn. Nói không chừng lần này vật liệu liền là phần độc nhất, thông thiên thần trận quá trọng yếu, quan hệ đến minh tộc mệnh mạch cho dù là minh cổ nhi từ giờ phút này dám làm loạn hắn đều sẽ vô tình chém giết hưu hạ vũ các loại chờ minh cổ bố trí tốt về sau thân thể bay vụt mà lên tiếp nhận minh cổ ném qua tới hai loại khác vật liệu bắt đầu tạo dựng thần trận uống nàng đem ba loại vật liệu luyện hóa thật nhanh đánh ra từng đạo lục quang phía dưới trận cơ bên trên xuất hiện từng đầu văn lộ hạ vũ khóe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm hạ vũ tốc độ thật nhanh nàng là trận pháp đại sư mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng không có chút nào loạn chưa bao giờ xuất hiện nửa điểm sai lầm. Ông, một canh giờ sau, một cái điểm sáng màu đỏ ngòm sáng lên, tiếp lấy điểm sáng hóa thành tia sáng, tại hạ vũ tạo dựng trên thần trận lưu truyền, tựa như một đầu hỏa long ở phía dưới du tẩu. Tại tia sáng màu đỏ đem tất cả văn lộ đi đến về sau, toàn bộ đại trận quang mang lấp lánh, một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ minh đế thành. Thông thiên thần trận kiến tạo thành công, chương 2115, Cung Ninh Thượng Tiên thập bát thiên đây có lẽ là cái này một hai năm đến giang giật qua nhất hài lòng một quãng thời gian cái này mười mấy ngày hắn mỗi ngày ăn ngủ tỉnh lại an vị ở bên hồ câu cá hoặc là cùng kha lộng ảnh vây quanh hồ nhỏ tản bộ du ngoạn hắn cũng không có tận lực suy nghĩ cái gì đi tìm đáp án hắn chỉ là để cho mình linh hồn đạt tới buông lỏng nhất trạng thái dựa vào bản năng đi cảm mộ thế giới này đi dung nhập thế giới này đi minh tưởng thế giới này chân lý cái này thập bát thiên hắn thu hoạch rất lớn nhưng hắn chỉ là trong đầu mông mông lung có rất nhiều ý niệm kỳ quái, những ý niệm này cũng không rõ ràng, hắn cũng không minh bạch những ý niệm này đến cùng có thể hay không cho hắn đáp án, có thể hay không để hắn phá giải nan đề, giải quyết hắn cái kia thế giới vấn đề lớn. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ cần tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, hắn có thể cảm ngộ càng nhiều, luôn có một ngày hắn hội sáng tỏ thông suốt, đến lúc đó hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lại ở lại nửa tháng, Giang Giật làm ra quyết định, hắn ngay tại thiên hồng giới. Cửu Dương Thành bên kia có bất kỳ tình huống, thiên phượng đại đế đều sẽ trước tiên đưa tin, không có bất kỳ cái gì tình báo, biểu thị hết thảy đều tốt đẹp. Giang giật nằm ở bên hồ trên đồng cỏ, nhắm mắt lại chợp mắt, nơi xa kha lộng ảnh ngay tại bên hồ ngồi, cũng không đến quấy rầy hắn. Có thể đơn độc để Giang giật làm bạn hơn 10 ngày thời gian, kha lộng ảnh đã phi thường thỏa mãn. Nàng trong khoảng thời gian này cũng nhìn ra, Giang giật khẳng định là đang nghĩ một kiện chuyện trọng yếu phi thường, việc này liên quan hệ đến sinh tử của các nàng cùng tương lai. Nghe cỏ nhỏ mùi thơm ngát, nghe côn trùng kêu to, Giang giật não hải trở nên mơ mơ màng màng, hắn phi thường hưởng thụ loại trạng thái này, cảm giác chính mình cùng thiên hồng giới hòa làm một thể, cảm giác cùng toàn bộ hồng mông thế giới hòa thành một thể. Hắn có thể nghe được đại địa mạch đập, có thể cảm nhận được thiên hồng giới hô hấp, có thể cảm nhận được thiên hồng giới đang chậm rãi trưởng thành. Đột ngột ở giữa, Giang giật cảm giác có chút không thích hợp, Hắn cảm giác Tây Phương truyền đến một đạo chấn động kịch liệt, toàn bộ Tây Phương hư không đều đang rung động, hắn mơ hồ ở giữa thấy được một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, bắn thẳng đến thương khung, đâm rách toàn bộ hồng mông thế giới. Hưu, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, thân thể bay đi, tựa như một cái bị bị hoảng sợ tiểu miêu nhìn chung quanh, toàn thân lông tơ đều đang rung động. Đó là cái gì chẳng lẽ là ảo giác? Giang giật đôi mắt lấp lóe kinh nghi bất định, nếu như là ảo giác, làm sao có thể như vậy rõ ràng nhưng nếu như là chân thực Hắn cảm giác kia trùng thiên hồng quang là theo minh giới chuyển ra, hắn làm sao có thể cảm ứng được minh giới tình huống. Giang giật, thế nào? Kha lộng ảnh bay đi lên khẩn trương hỏi, cái này mười mấy ngày qua Giang giật còn là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt này. Không biết, nói không rõ ràng. Giang giật khoát tay áo ra hiệu Kha lộng ảnh đừng hỏi nhiều, hắn nhắm mắt lại tinh tế đi cảm ứng, nhưng vừa rồi loại kia trạng thái lại biến mất. Ông, vào thời khắc này, Giang giật trong tay thiên châu phát sáng lên, một cái làn da ngâm đen con mắt đen nhánh nam tử đột nhiên ngưng hiện. Mạnh nanh sắc mặt phi thường khó coi, có chút thức hồn hển nhìn qua tây phương không gian nói ra, đáng chết, các người cái này một giới lại có thể có người kiến tạo đại trận, liên thông tiên vực, đoán chừng rất nhanh hình sử đại nhân liền sẽ hạ giới, tiểu tử, người ta phiền phức đều lớn rồi. Là hạ vũ, giang giật sắc mặt trầm xuống, hắn vừa rồi cảm ứng được tình huống không phải ảo giác mà là chân thực tồn tại. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, thoáng cái đã nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt hắn có thể tại hồng mông thế giới tự do ghé qua thần thông, hạ vô tưởng rằng mạnh nanh truyền thụ cho hắn, sở dĩ kiến tạo có thể thông thiên thần trận, kinh động tiên vực thượng tiên. Đã mạnh nanh nói đã kinh động đến tiên vực, đoán chừng hình sử đại nhân chẳng mấy chốc sẽ hạ giới, đến lúc đó nghe hạ vũ kể rõ sau hội trước tiên tới tìm hắn cùng mạnh nanh. Mạnh nanh dạy hắn tiên thuật sao? Dạy, hắn dọa lùi hạ vũ thiên huyễn thuật liền là mạnh nanh giáo, đây không phải đại sự. Trọng yếu là hắn từng để cho thiên yêu giới sụp đổ, một khi hình sử đại nhân cùng hắn đối mặt, dùng linh hồn của hắn cường độ đoán chừng tất cả mọi chuyện đều sẽ bị hình sử đại nhân dò xét đến, hắn cùng mạnh nanh hoàn toàn chính xác xong. Hắn đem thiên yêu giới làm cho sụp đổ, mạnh nanh giúp hắn che giấu sự thật, hình sử đại nhân biết rõ về sau, hai người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, giang giật không có chút gì do dự, lập tức lấy ra thiên đình, để kha lộng ảnh cùng mạnh nanh đi vào, hắn thì trước tiên mở ra thông đạo, tiến vào hắn thế giới bên trong. Qua mấy hơi thời gian, hắn ra cửu dương thành trên không, vừa xuất hiện sau lập tức lấy ra thiên đình gầm thét, toàn bộ tiến vào thiên đình, nhanh, nhanh, nhanh. Giang giật liên tục nói ba cái chữ nhanh, nói rõ nội tâm của hắn đến cỡ nào cấp bách. Thiên phượng đại đế bọn người lập tức bay lên không, bất kỳ cái gì không cần nói nhảm dám nhiều lời, trước tiên tiến vào thiên đình. Giang giật mệnh lệnh đối với quân đội tới nói kia là thánh chỉ, không người nào dám kháng chỉ, đều bằng nhanh nhất tốc độ hướng thiên đình phóng đi, sau đó từng mảnh từng mảnh biến mất ở giữa không trung. Cũng may cửu dương thành quân đội không nhiều, chỉ có 10 triệu nhiều một chút. Thiên đình cũng đủ lớn, quân đội theo bốn phương tám hướng phóng đi thiên đình, giang giật cùng kha lộng ảnh đồng thời thu lấy quân sĩ tốc độ quá nhanh. Ba nén hương, giang giật bằng nhanh nhất tốc độ thu lấy, tại ba nén hương thời gian bên trong đã thu 7,8 triệu quân sĩ, mạnh nhanh truyền âm lại vang lên, khác đừng thu, hình sử đại người lập tức xuống tới. Ông, giang giật mở ra thông đạo, như một đạo như thiểm điện hướng bên trong thối lui, đồng thời khống chế thông đạo đem phía ngoài hai ba trăm vạn quân sĩ trực tiếp hút vào đi vào, sau đó trước tiên đóng lại thông đạo. Tại Giang Giật vừa mới quan bế thông đạo thời điểm, Tây Phương bầu trời mở ra một đạo cửa lớn màu vàng óng. Tiếp lấy một người mặc kim bào, trên trán có một khắc kim tinh nam tử xuất hiện, hắn chân mày hơi nhíu lại, trên thân một đạo thanh phong phúc tán, thần thức nhanh chóng liếc nhìn một lần hồng mông thế giới, xác định không có cái gì dị dạng về sau, hắn hóa thành một vệt kim quang bắn thẳng đến minh giới minh đế thành nội trên quảng trường đại trận kia bên trong tia sáng màu đỏ du tẩu không ngớt một cỗ minh mông khí tức từ trong đại trận lưu truyền tới minh đế mang theo minh cổ cùng một đám minh vương đứng tại đại trận bên ngoài càng bên ngoài quảng trường bốn phía lít nha lít nhít đều là quân đội khoảng chừng ngàn vạn nhiều thành nội hoàn toàn tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì một cái minh tộc dám dị động suy suy tựa như một đạo kim sắc như lưu tinh hình sử đại nhân thoáng qua tựu đã tới minh đế trên thành uổng phí bất quá rất quỷ dị là cũng không có bất kỳ cái gì minh tộc có thể phát hiện thân ảnh của hắn chỉ có hạ vũ có thể có chút cảm ứng đạo giữa không chung có một tia ba động đại trận này là ngươi kiến tạo giọng nói lạnh lùng vang lên tại hạ vũ trong tai hạ vũ thân thể mềm mại run lên sau đó lập tức hướng giữa không chung cung kính hành lễ nàng không có cùng hình xử người lớn nói chuyện chỉ là trầm giọng nói ra toàn bộ minh tộc rời khỏi minh đế thành hình xử đại nhân đã không có hiện thân vậy nói rõ hắn không muốn để cho cấp thấp minh tộc biết rõ Hạ Vũ rất thông minh trước tiên hạ lệnh. Minh cổ minh bạch Hạ Vũ y tứ, lập tức dẫn đầu vô số quân đội con dân đằng không mà lên rút lui Minh Đế Thành. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, chờ lớn như vậy Minh Đế Thành nội không có một ai về sau, Hạ Vũ quỳ một chân xuống đất quát khẽ, Hạ Vũ cung nghênh thượng tiên đại nhân. Ông, giữa không trung không gian có chút ba động, hình sử đại nhân thân ảnh thoáng hiện, hắn nhìn cũng không hề có chỗ thần kỳ. Nhưng Hạ Vũ cùng hắn liếc nhau một cái, linh hồn bên trong lại dâng lên một đạo suy nghĩ, giống như hình sử đại nhân động thủ, một chiêu liền có thể miểu sát nàng, để nàng hình thần câu diệt. Hình sử đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua hạ vũ, lạnh giọng nói ra, người kiến tạo đại trận, liên thông tiên vực, quấy nhiễu thượng tiên, giống như không thể cho bản tọa một cái lý do, bản tọa chỉ có thể chấp hành thiên quy, đưa ngươi xử tử. Lý do thiên quy, hạ vũ ngửa đầu nhìn qua hình sử đại nhân, nhếch miệng lên một cái đường vòng cung cười, xinh đẹp như hoa. Chương 2116, Giang giật ở đâu? Nói bậy, hạ vũ đem suy đoán của mình, còn có giang giật quỷ dị thần thông báo cáo về sau, vốn cho rằng hình sử đại nhân sẽ giận phát xung quan trực tiếp đi tìm giang giật cùng mạnh nanh, lại không nghĩ rằng hình sử đại nhân lại cho ra dạng này một cái hồi phục. Nhìn thấy hạ vũ đầy mắt kinh ngạc cùng mê mang, hình sử đại nhân cười lạnh nói ra, ở trong hư không ghé qua năm ngày thời gian bên trong theo phía nam đại giới mặt ghé qua đi phía bắc đại giới mặt ngươi biết trong tiên vực muốn đạt tới cái gì cấp bậc mới có thể làm được sao thiên tiên. Thiên tiên, Hạ vũ nháy nháy mắt càng thêm không hiểu, tiên vực sự tình nàng cũng không phải là rất rõ ràng, tại nàng nhìn cái gì tiên vực đều là trí cao tồn tại, chẳng lẽ tiên vực còn phân cấp bậc. Hình sử đại nhân nhìn thấy hạ vũ càng mù mờ hơn, dừng một chút lần nữa giải thích nói, nói như vậy, có thể mở ra tiên vực chi môn, đều là có thể xem như thượng tiên. Nhưng nghĩ đứng hàng tiên ban, chỉ có thiên tiên, toàn bộ tiên vực thiên tiên chỉ có 36 vị, bản tọa chính là một người trong số đó. Như lời ngươi nói cái kia tiên thú, nguyên lai like chỉ là trông coi bắc điện một cái linh thú thôi một mực chỉ có thượng tiên thực lực bởi vì xúc phạm thiên quy còn bị phong ấn tu vi vây ở các ngươi cái này một giới hỗn độn trong lao tù đừng nói kia cái gì giang giật coi như mạnh nanh đều không có năng lực này tại năm ngày có thể vượt ngang nam bắc lui một vạn bước nói mạnh nanh biết cái này loại tiên thuật nhưng này cái giang giật có thể học được có thể sử dụng a à, hạ vô kinh ngạc tại hồng mông thế giới nàng là vô thượng vương giả là nhân tộc ác mộng nhưng ở hình sử trước mặt đại nhân, nàng càng giống là một cái nhỏ yếu tiểu cô nương. Dựa theo hình sử đại nhân nói, mạnh nên căn bản không có khả năng nắm giữ như thế tiên thuật, cũng không có khả năng truyền thụ cho giang giật. Coi như truyền thụ, giang giật cũng học không được, không dùng đến. Nói một cách khác giang giật không có xúc phạm thiên quy, mà nàng kiến tạo thông thiên thần trận liên thông tiên vực, kinh động thượng tiên, thì rất có thể bị cái này hình sử đại nhân trực tiếp xử tử, thần hồn câu diệt. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Hạ vũ nhìn qua ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh hình sử đại nhân rốt cuộc hơi sợ, nàng vượt qua lâu đời tuế nguyệt, cũng không sợ chết. Nhưng nàng mưu đồ nhiều năm như vậy, vẫn muốn đem cái này thế giới biến thành minh tộc thế giới, vẫn muốn chinh phục nhân tộc, kết quả là lại thất bại trong gang tắc, nội tâm của nàng khó tránh khỏi có chút không cam tâm, có chút ảo não. Trên thế giới không có thuốc hối hận, thời gian không có khả năng ngược dòng. Nàng con người lấp lóe não hải điên cuồng vận chuyển, hình sử đại nhân cũng rốt cuộc không nói gì, mà là trong tay sáng lên một mảnh kim quang, đoán chừng tùy ý một trường vỗ xuống tới, hạ vũ nghĩ chuyển thế cũng không thể. Nghĩ biện pháp, sinh tử quang đầu, hạ vũ trong đầu hiện lên mấy trăm suy nghĩ. Nàng xác định một điểm, muốn để hình sử đại nhân không giết nàng, chỉ có tìm tới giang giật cùng mạnh nanh xúc phạm thiên quy sự thật, dạng này hình sử đại nhân tài sư xuất nổi danh, mới có thể cùng tiên vực bàn giao. Đúng rồi, hạ vũ linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, nàng lần nữa không người xuống làm lễ nói ra, hình sử đại nhân, coi như tiên thuật này không phải cái kia tiên thú giáo, khẳng định cũng giúp đại ân. Từng tại dưới cùng Giang giật đối chiến, Giang giật khí thế đột nhiên cường đại gấp trăm lần, mà lại trên người có một cỗ phi thường cuồng bạo khí huyết. Ta kết luận tuyệt đối là tiên thú trong thân thể huyết dịch, tại hạ và Giang giật tranh đấu vốn là hạ giới nội bộ phân tranh, tiên thú tự tiện ban cho huyết dịch, vốn là vi phạm với thiên quy. Ách, hình sử trong tay đại nhân kim quang biến yếu, hạ vũ trong thân thể hắc khí lăn lộn, hướng trên không trung đánh ra, ngưng tụ một đoạn hình ảnh, đem lúc ấy phát sinh một màn tái hiện. Hạ vũ thần thông rất không tệ, trở lại như cũ lúc ấy cảnh tượng, đồng thời mô phỏng phi thường chân thực. Giang giật bên ngoài cơ thể xuất hiện hỗn độn chi khí, còn có một khắc này khí thế bạo tăng, cuối cùng vận dụng mạnh nhanh huyết dịch trong thân thể xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí huyết, hết thảy đều hiển lộ không bỏ sót. Thiên huyễn thuật bản nguyên chi huyết, hình sử đại nhân thì thào một tiếng, cũng không có quá để ý. Thiên huyễn thuật cấp quá thấp, xưng không thượng tiên thuật, Bản nguyên chi huyết chỉ là để giang giật khí tức mạnh lên, cũng không có tính thực chất tăng cường giang giật chiến lực, giống như dựa theo thiên quy tới nói, hoàn toàn có thể ân xá. Mạnh nanh là trong tiên vực linh thú, mặc dù tại hình sử đại nhân trong lòng là đê đẳng nhất tồn tại, nhưng nói thế nào cũng cùng ở tiên vực. Huống hồ mạnh nanh đã bị phạt, điểm ấy sai lầm cũng là không tính là gì. Hạ vũ xem xét hình sử đại nhân thần sắc, cảm giác có chút không thích hợp, nàng dừng một chút lần nữa cắn răng nói ra, hình sử đại nhân, tại hạ còn dò xét đến thiên yêu giới sụp đổ, lúc ấy giang giật liền tại bên trong, mạnh nanh cũng ở bên trong. Giới diện sụp đổ, giang giật thân ở giới diện bên trong, lại có thể toàn thân trở ra nếu như nói hắn không có vấn đề, việc này ai cũng hội tin tưởng mà lại giang giật là thiên yêu giới chi chủ, thiên yêu giới ổn định dị thường, nhưng so sánh thiên hồng giới cùng chúng ta vị trí giới diện, làm sao có thể sụp đổ tuyệt đối là bởi vì giang giật. Giang giật loại này quỷ dị năng lực, liền là tại giới diện sụp đổ sau mới đến trên thực tế hạ vũ cũng không phải là rất rõ ràng thiên yêu giới làm sao sụp đổ chỉ là bên kia trinh sát truyền báo dạng này một tin tức giang giật lúc ấy có hay không tại bên trong hạ vũ cũng không rõ bất quá giờ này khắc này hạ vũ là không có cách nào chỉ có thể vu hãm ừ không ngờ cái này vu hãm lại làm cho hình sử đại nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh mấy lần hạ vũ không biết lúc ấy hình sử đại nhân hạ giới thời điểm mạnh nhanh ngay tại thiên yêu giới phụ cận truyền thụ một loại cấp thấp thần thông pháp môn đây không tính là sự tình, cho một giọt bản nguyên chi huyết, cái này cũng không tính là gì. Nghiêm khắc nói miễn cưỡng xem như xúc phạm thiên quy, nhưng nhiều nhất nho nhỏ trách phạt một phen, mà giống như dẫn đến một cái giới diện sụp đổ, vấn đề này tự lớn. Hình sự đại nhân trầm ngâm một lát, lạnh giọng hỏi, người có thể kết luận lúc ấy giang giật ở bên trong người có cái gì chứng cứ chứng minh giới diện sụp đổ là giang giật chỗ đến dùng giang giật chiến lực, làm sao có thể dẫn đến giới diện sụp đổ. Vấn đề này hạ vũ cũng nghĩ không thông, bất quá đã hình xử đại nhân tựa hồ có chút tin tưởng hạ vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nàng vội vàng lần nữa khom người nói ra hình xử đại nhân có chỗ không biết giang giật là cái quái tài hắn theo xuất sinh đến tu luyện không đến thời gian 10 năm chiến lực của hắn một mực tại tiêu thăng mà lại hắn có thể hấp thu thiên địa bản nguyên còn có thể hấp thu hỗn độn chi khí thế giới này chưa bao giờ nghe nói có thể hấp thu thiên địa bản nguyên thiên địa bản nguyên hỗn độn chi khí hình sử đại nhân đôi mắt càng lạnh hơn vừa rồi hình ảnh bên trong giang giật bên ngoài thân xuất hiện hỗn độn chi khí xác nhận hạ vũ lời nói mạnh nhanh bị nhốt hỗn độn lao tù đằng sau cùng giang giật đi cùng một chỗ rất rõ ràng là giang giật giúp hắn phá vỡ hỗn độn lao tù mặc kệ thiên yêu giới có phải hay không giang giật làm sụp đổ chí ít giang giật đã có nghiêm trọng hiềm nghi mà hắn quản lý hình luật việc này quả quyết không thể không điều tra giang giật ở đâu hình sự đại nhân rất nhanh quyết định chủ ý quát lạnh nói mang bản tỏa đi tìm hắn giống như xác định là hắn dẫn đến giới diện sụp đổ, người quấy nhiễu thượng tiên chi tội bản tỏa có thể ân xá. Tuân mệnh, hạ vũ thở ra một hơi thật dài, khóe miệng lần nữa lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Bị hình xử đại nhân để mắt tới, giang giật cùng mạnh nhanh lần này còn có thể sống mặc kệ thiên yêu giới có phải hay không giang giật làm sụp đổ, chỉ cần hình xử đại nhân động hoài nghi cùng sát tâm, việc này liền dễ làm nhiều. chương 2117, Nguy cơ, suy. Hạ vũ mang theo hình sử đại nhân truyền tống đi thiên linh giới, sau đó nàng cảm thụ cái gì gọi là thật tiên thuật. Thiên linh giới cách ly thiên hồng giới không tính quá xa, cũng không tính quá gần, hình sử đại nhân lại chỉ là tốn hao mấy canh giờ tựu chạy tới. Tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến mức để hạ vũ con mắt đều không mở ra được, mà lại. Nàng phát hiện hình sử đại nhân cũng không phải là trong hư không ghé qua, ghé qua lúc khắp nơi một vùng tăm tối, tại qua mấy canh giờ sau phía trước sáng lên, hai người tựu ra thiên hồng giới. Lúc này mới qua ba bốn canh giờ A, hạ vũ nháy nháy mắt, thần thức đảo qua phía trước, phát hiện phía trước liền là cửu dương thành, nội tâm rất là kinh hãi, bất quá nàng không dám hỏi nhiều, trước tiên dò xét. Không ai, cửu dương thành trống rỗng, một người không có, còn như minh tộc trinh sát càng là sớm đã bị dọn dẹp, hạ vũ cảm ứng một phen, bẩm báo nói, hình sử đại nhân, ta cảm ứng được giang giật lưu lại khí tức, hắn hẳn là rời đi cũng không lâu. Rời đi, hình sử đại nhân nhướng mày, thần thức như như gió mát tản ra, trong nháy mắt ngay tại thiên hồng giới quét một lần, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía tây nói, cái này giới diện bên trong còn có một số nhân tộc, người đi hỏi một chút. Tốt, hạ vũ hóa thành một đạo hồng quang về phía tây bên cạnh bay đi, thần thức bốn phía liếc nhìn, chỉ là một canh giờ nàng tự bắt được ba cái nhân tộc trinh sát trở về, tình huống nàng cũng dò xét rất rõ ràng. Hồi bẩm hình sử đại nhân, theo thuộc hạ siêu hồn biết, giang giật tại thập bát thiên trước về tới thiên hồng giới, sau đó một người đi phía bắc, thuộc hạ của hắn cùng ngàn vạn quân đội chú đóng ở cái này trong thành trì. Nhưng mà, ngay tại bốn canh giờ trước giang giật đột nhiên trở về sau đó nhanh chóng đem tất cả mọi người mang đi hắn trên không trung mở ra một cái thông đạo biến mất không thấy mấy người này tiềm phục tại thành trì bên ngoài cho nên mới không bằng bị mang đi lo lắng có đại sự xảy ra sở dĩ tìm địa phương ẩn núp hạ vũ nói tới đều là tình hình thực tế hình xử đại nhân thần thức cường đại tùy ý có thể dò xét mấy cái này trinh sát linh hồn nàng cũng không dám có nửa câu nói ngoa hình xử đại nhân nhìn lướt qua ba cái trinh sát trong đôi mắt lập tức đằng đằng sát khí, hắn lạnh giọng nói ra, bốn canh giờ trước đây không phải là bản tỏa vừa mới hạ giới sao hừ hừ, rất tốt, mạnh nhanh trong lòng ngươi không có quỷ làm sao có thể trốn xem ra lần trước giới diện sụp đổ là ngươi che đậy bản tỏa. Hạ vũ nghe xong nội tâm vui vẻ, giang giật cùng mạnh nhanh biết được hình sử đại nhân hạ giới lập tức chạy trốn, đây chính là có tật giật mình a, à, cái này vừa trốn tự triệt để nói không rõ. Hạ vũ, hình sử đại nhân quát khẽ một tiếng. Hạ lệnh, triệu tập thuộc hạ của ngươi, đem toàn bộ thế giới cho bản tỏa vượt qua một lần, nhất định muốn tìm tới giang giật cùng mạnh nhanh. Rõ, hạ vô tinh thần đại chấn, hắn nhưng là cầm thượng phương bảo kiếm A, chỉ cần có thể tìm tới giang giật cùng mạnh nhanh, hình sử đại nhân hội trước tiên đi qua cầm xuống hoặc là chém giết. Bất quá làm sao tìm được giang giật cùng hình sử đại nhân, hạ vô tựu sầu muộn, bạch bức tộc đều không thể cảm ứng được giang giật khí tức, nàng có thể tìm tới giang giật sao. Còn có, cái này hình sử đại nhân như thế cường đại, thần thức có thể giả quét toàn bộ hồng mông thế giới vì sao chính hắn không tự mình dò xét vấn đề này nàng cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể trước tiên ra thiên hồng giới liên hệ phụ cận trinh sát đưa tin hồi trở lại minh giới triệu tập minh giới tất cả quân đội cùng trinh sát xuất động khắp thế giới tìm kiếm giang giật có hình sự đại nhân tại hạ vô căn bản không sợ giang giật đi minh giới nháo sự nàng liền sợ giang giật không xuất hiện chỉ cần giang giật dám ra đây hình sự đại nhân có một vạn loại biện pháp đem giang giật xử lý Minh Cổ đạt được Hạ Vũ đưa tin về sau, lập tức điều tập 100 triệu đại quân đi thiên linh giới, sau đó vung ra một tấm lưới, chỉ lên trời hồng giới bên này kỹ càng lục soát. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều không buông tha, coi như một cái nhỏ nhất bí cảnh đều muốn lục soát mười mấy lần. Minh giới trinh sát quân đội toàn bộ điều động, rất nhiều trinh sát bắt đầu kiến tạo minh thần đại trận. Không riêng gì mấy cái đại giới mặt, tự liền rất nhiều đại bí cảnh cũng bắt đầu kiến tạo. Hạ vũ mệnh lệnh là toàn bộ hồng mông thế giới đều phải dò xét, vậy sẽ phải kiến tạo vô số minh thần đại trận, dạng này mới có thể nhanh chóng triệu tập quân đội đi qua. Hình sử đại nhân tại cửu dương thành ở, hạ vũ điều tập thiên hồng giới ngoại minh tộc trinh sát, tự mình cho hình sử đại nhân bố trí một cái xa hoa tòa thành, đưa tới các loại thiên địa linh quả, đồng thời theo minh tộc hoàng tộc bên kia đưa tới một đám nữ tử xinh đẹp nhất phục thị hình sử đại nhân. Hình sử đại nhân ngược lại không gấp, ở lại đây lấy thời gian mấy tháng đối với hắn đến không tính sự tình. Giới diện sụp đổ việc này đại sự, là hắn phạm vi trước trách chỗ. Thiên hồng giới đồ vật mặc dù kém một chút, ngược lại là cũng có thể chịu đựng. Hạ vũ đưa tới 10 cái đỉnh cấp nữ tử, hình tượng khí chất đều rất không tệ, mặc dù hình sử đại nhân cũng không nhúc nhích ý tứ, nhưng hắn rất hưởng thụ hạ vũ thái độ. Hắn không có sử dụng thần thức dò xét, là bởi vì lúc trước hắn dò xét một lần, cũng không có tìm được giang giật. Giống như kỹ càng dò xét, kia rất hao phí tâm thần, dù sao hạ vũ bên kia có vài ức đại quân, chẳng lẽ còn tìm không thấy giang giật cùng mạnh nanh. Hình sử đại nhân rất là tự phụ, giống như hạ vũ thật tìm không thấy giang giật, hắn khẳng định sẽ đích thân xuất động, hắn tin tưởng giang giật coi như tiềm phục tại chân trời góc biển hắn cũng có thể móc ra. Mạnh đại ca, làm sao bây giờ? Giang giật có chút luống cuống, thế giới của hắn không ổn định, kia là cất giấu tai họa ngầm, hình sử đại nhân hạ giới đây cũng là đứng mũi chịu sào nguy cơ. Hạ vũ đã có thể có biện pháp đem hình sử đại nhân dẫn hạ giới, khẳng định có biện pháp để hình sử đại nhân tìm hắn để gây sự trọng yếu nhất chính là thật sự là hắn để thiên yêu giới sụp đổ đây là không cách nào cải biến sự thật mạnh nanh cũng đã nói hình sự đại nhân một khi biết được việc này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn thế giới này cùng hồng mông thế giới là hoàn toàn khác biệt sự tình căn bản không có gặp nhau mạnh nanh tại hồng mông thế giới đều không thể dò xét thế giới này nhưng mạnh nanh là mạnh nanh hình sự đại nhân rõ ràng so mạnh nanh mạnh mẽ rất nhiều vạn nhất hắn có thể phát hiện đâu ta làm sao biết làm sao bây giờ Mạnh nanh tại thiền điện bên trong ngồi, nhìn xem giang giật đi tới đi lui, hắn có chút nôn nóng khoát tay áo nói, người khác đừng, vòng tới vòng lui, xoay chuyển đầu ta choáng. Mạnh nanh chỉ là chấn thủ bắc điện một cái linh thú, tại tiên vực là cấp thấp nhất tồn tại, hình sử đại nhân lại là đứng hàng tiên ban tam thập lục thiên tiên một trong. Mà lại hình sử đại nhân quyền lực chiến lực đều phi thường cường đại, đừng nói hắn bị phong ấn chiến lực, coi như toàn thịnh thời kỳ hình sử đại nhân đều có thể một chiêu đem hắn đánh giết. Giang giật dừng chân lại, nhìn qua mạnh nanh nói, mạnh đại ca, ta cái này tu di không gian căn bản không tại hồng mông thế giới, người nói hình sử đại nhân có thể dò xét đến sao. Không tại hồng mông thế giới, mạnh nanh lông mày nhíu lại, hồ nghi hỏi, làm sao có thể không tại hồng mông thế giới, không tại hồng mông thế giới còn có thể còn lại trong thế giới người nói nhăng gì đấy. Giang giật không bao giờ không biết giải thích thế nào, hắn linh cơ khẽ động nói ra, kia mạnh nanh đại nhân. Ngươi có thể cảm ứng được hồng mông thế giới sao? Ngươi có thể từ nơi này dò xét hồng mông thế giới sao? mạnh nanh nghĩ nghĩ tán phát thần thức, cực lực phát ra, đi cảm ứng hồng mông thế giới, sau nửa canh giờ mạnh nanh con mắt mở ra kinh dị nói ra, giang giật, người cái này tu gì thế giới chuyện gì xảy ra vì sao ta không cách nào cảm ứng được hồng mông thế giới giống như người thế giới này thật không còn hồng mông thế giới, hình sự đại nhân còn có thể thật tìm không thấy. Hô hô, nghe được mạnh nanh, giang giật nội tâm có chút thở dài một hơi, mạnh nanh không cách nào cảm ứng được hồng mông thế giới, Điều này nói rõ hình sử đại nhân rất có thể cũng không phát hiện được thế giới của hắn, chỉ ít còn có một tuyến hy vọng. Bất quá, Giang giật rất nhanh lông mày lại nhăn nhăn, hình sử đại nhân tìm không thấy hắn, khẳng định hội khắp thế giới tìm kiếm. Thất giới, vạn tượng tiểu giới, hình sử đại nhân không có khả năng chính mình đi tìm, rất có thể để hạ vũ hỗ trợ đi tìm. Một khi minh tộc đi bảy cái tiểu thiên thế giới cùng vạn tượng tiểu giới, sở hữu nhân tộc đem đều sẽ biến thành minh nô. chương 2118, phát hiện một cái cây ngươi gấp có làm được cái gì? Nhìn thấy Giang giật lại vòng tới vòng lui, mạnh nhanh khiển trách, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, hình sử đại nhân giống như có thể tìm tới người cái này tu di thế giới, chúng ta coi như chống lại cũng vô dụng. Hình sử đại nhân tại 36 vị thiên tiên bên trong thực lực xếp hạng đệ thất, đừng nói người cái này chiến lực, coi như ta đỉnh phong thời kỳ đều có thể trong nháy mắt miểu sát. Ngươi cũng đừng nhớ mong lấy chuyện bên ngoài, càng không thể ra ngoài, một khi bị phát hiện, nói không chừng hình sử đại nhân có thể theo truy tung đến thế giới này, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Mạnh nhanh để Giang giật tạm thời tỉnh táo lại. Mạnh nanh nói không sai, hắn gấp cũng vô dụng, hình sử đại nhân kia là tiên vực đại nhân vật, mạnh nanh gặp đều muốn quỳ, hắn đi vùng vẫy dẫy chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lo lắng thất giới cùng vạn tượng tiểu giới cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể nghe thiên mệnh. Hắn tại thiên đình bên trong ngồi mấy canh giờ, tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, giờ phút này hắn là vô kế khả thi, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp xử lý hắn thế giới không không ổn định tình huống Cũng đừng bên ngoài nhân tộc bị diệt Thế giới của hắn cũng sụp đổ Đến lúc đó tự triệt để xong Hắn đi thiên đình bên trong cái kia bí cảnh bên trong Cầm trong tay thần thụ diệp Chuẩn bị đem đoạn thời gian trước trong đầu của hắn những cái kia ý niệm kỳ quái Tính tâm chỉnh lý một chút Nhìn xem có thể hay không tìm tới đáp án Tìm tới phá giải hắn thế giới không ổn định biện pháp Thần thụ diệp Nhìn xem trong tay thần thụ diệp Giang giật trong đầu đột nhiên hiện lên một tấm yêu diễm mặt, nội tâm của hắn lập tức một trận áy náy. Gần nhất quá bận rộn đối kháng Hạ Vũ đều đem Thanh Linh quên mất, cũng không biết giờ phút này Thanh Linh ở nơi nào có thể hay không bị Hạ Vũ điều tra ra. Ai? Giang giật khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại cưỡng ép xua tan trong đầu tạp niệm, bắt đầu tính tâm minh tưởng trước đó tại Thiên Hồng giới phương bắc bên hồ nhỏ cảm ngộ những cái kia kỳ dị suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Thiên đình nội điện bên trong viêm đế thạch đế ngân đế ngụy thiên vương bọn người vây quanh kha lộng ảnh hỏi thăm nhưng giang giật cũng không có cùng kha lộng ảnh lộ ra bất kỳ tình huống gì sở dĩ kha lộng ảnh cũng không thể mà biết bất quá theo giang giật thần thái còn có làm việc bên trên xem lần này khẳng định có đại sự xảy ra kha lộng ảnh thông qua thiên đình cảm ứng thoáng cái phát hiện giờ phút này giang giật đã đi bí cảnh tu luyện nàng khoát tay áo nói đại gia đừng hỏi nữa hẳn là không chuyện gì giang giật giờ phút này ngay tại bí cảnh bên trong tu luyện đâu giống như xảy ra chuyện hắn khẳng định sẽ tìm mọi người cùng nhau thương nghị thương nghị một đám người sắc mặt hơi đắng giang giật cho tới bây giờ cũng không cùng bọn hắn thương nghị tất cả mọi chuyện đều một người cất dấu ôm lấy tại viêm đế thạch đế bọn người xem ra giang giật đây là cực độ không tin tưởng bọn họ tại ngụy thiên vương vân thiên vương bọn người xem ra giang giật lại là đem tất cả mọi chuyện một người khiêng không muốn để cho mọi người gánh vác lo giang giật đang bế quan mọi người muốn hỏi cũng hỏi không được chỉ có thể đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng bế quan, chờ đợi Giang giật lần tiếp theo hành động. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang giật lần bế quan này nửa tháng, vẫn còn không có xuất quan dấu hiệu. Bên ngoài hạ vũ đem có thể triệu tập minh tộc đều điều động, vô số minh thần đại trận kiến tạo, vài ức minh tộc khắp thế giới tìm kiếm Giang giật mạnh nhanh, kết quả không cần nói cũng biết, không thu hoạch được gì. Hạ vũ ngồi không yên, đi cửu dương thành bên trong lớn nhất tòa thành bên trong. Đại điện bên trong hình sử đại nhân đang ngồi nhàn nhã ngồi tại chủ vị, trong đại điện ở giữa tám cái minh tộc tư sắc tuyệt đỉnh hoàng tộc nữ tử, mặc hở hang áo bảo ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Bên cạnh còn có người tấu nhạc, hai người thị nữ thì đứng tại hình sử đại nhân sau lưng cho hắn nhào nặn. Nhìn thấy hình sử đại nhân mặt mũi tràn đầy hài lòng, hạ vũ nội tâm an định rất nhiều. Lần này mà kể có thể hay không tìm tới giang giật, chỉ ít cái này hình sử đại nhân sẽ không làm khó nàng. Có thể cùng tiên vực thiên tiên đại nhân cấu kết lại, Nàng mở ra tiên vực chi môn, trở thành thượng tiên cũng đơn giản nhiều. Trong tay nàng giới chỉ sáng lên, cung kính đi lên, dâng lên một cái bình ngọc màu trắng, mỉm cười nói ra, Đại nhân, đây là một cái bí cảnh bên trong quỳnh tương thần tủy, 100 năm chỉ suốt một giọt, diệu dụng vô tận Đại nhân chiến lược thông thiên, điểm ấy bổ dưỡng không tính là gì, bất quá hương vị vẫn là vô cùng không tệ, mời đại nhân thưởng thức. 100 năm ra một giọt, hình sử đại nhân có chút tâm động, khẽ vuốt cầm, hạ vũ mở ra nắp bình, tại một cái tiểu ngọc chén bên trên rót một chút. Cái này quỳnh tương thần tủy khẽ đảo ra, lập tức toàn bộ đại điện đều là xông vào mũi thấm hương, những cái kia khiêu vũ nữ tử nghe được mùi thơm thế mà thân thể đều không động được, đầy mắt mê say. Đồ tốt, hình sử đại nhân tự mình bưng lên đến uống một hớp nhỏ, bỗng cảm giác miệng mũi thơm ngát, toàn thân thoải mái. Hắn đem một chén đều uống hết, khen không dứt miệng nói ra, không tệ, so tiên vực quỳnh tương mặc dù kém một chút, nhưng cũng xem là không tệ. Đây là hình sử đại nhân lần thứ nhất mở miệng tán thưởng, hạ vũ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, cung kính nói ra cái này cùng tiên vực quỳnh tương tự nhiên không thể so sánh, đã đại nhân thích ta phái thủ hạ đi thu thập nhiều một chút. Hình sử đại nhân hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía những cái kia vũ nữ. Hắn là cao cao tại thượng thiên tiên, nhưng bản chất cũng là người, tại tiên vực quy củ rất nhiều, khó được hạ giới một lần, có thể hưởng thụ một phen cũng là hài lòng. Hạ vũ đợi một hồi, lần nữa bẩm báo nói, đại nhân, thiên giới gần như lục soát một lần, cũng không có tìm tới giang giật cùng mạnh nhanh. Tại hạ chuẩn bị tu kiến truyền tống trận đi bảy cái tiểu thiên thế giới, còn có vạn tượng tiểu giới từng cái tìm kiếm, mặc dù sẽ hao phí một chút thời gian, nhưng tại hạ cam đoan tuyệt đối không buông tha bất kỳ chỗ nào, nhất định đem giang giật cùng mạnh nanh tìm tới. Có hình sử đại nhân tại, giang giật ra cũng là chết. Giống như cơ hội tốt. Hạ Vũ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy nàng chuẩn bị mượn điều tra cơ hội, đem sở hữu nhân tộc yêu tộc đều biến thành minh nô, triệt để hủy đi nhân tộc yêu tộc căn cơ. Tiểu thiên thế giới vạn tượng tiểu giới, hình sử đại nhân quét hạ vũ một chút, tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay ý đồ của nàng, trên mặt hài lòng biến mất, nghiêm mặt bàn giao nói, người muốn đi tìm kiếm có thể, nhưng... Tìm kiếm trong lúc đó, người không phải hủy diệt hạ giới nhân tộc yêu tộc. Dù sao giờ phút này bản tỏa tại thiên hồng giới, giúp người trấn áp giang giật cùng mạnh nanh. Giống như người lợi dụng trong khoảng thời gian này, hủy diệt nhân tộc yêu tộc, vậy coi như mượn bản tọa chi thế, hiểu. Hạ vũ tuân mệnh, hạ vũ khe khẽ thở dài, nàng điểm ấy tiểu tâm tư thoáng cái tiểu bị hình sử đại nhân đoán được. Bất quá, hình sử đại nhân nói không thể hủy diệt, nhưng là chấp nhận nàng phái binh hạ giới lục soát hành động. Đã xuống dưới lục soát hạ giới nhân tộc yêu tộc khẳng định hội phản kháng, nàng phái binh chân áp, triệt để đem những này giới diện khống chế trong tay cũng có thể a à. Chỉ cần khống chế tất cả giới diện, Nàng có thể lặng yên bồi dưỡng minh tộc thế lực tại các giới bên trong, đến lúc đó tùy thời có thể dùng hủy diệt sở hữu giới diện bên trong nhân tộc cùng yêu tộc. Minh cổ, nàng rời khỏi tòa thành, gọi đến minh cổ bàn giao một phen, cái sau lập tức tinh thần đại chấn, vội vàng triệu tập minh tộc trận pháp cấm chế đại sư bắt đầu tu luyện liên tiếp thất giới truyền tống trận. Minh tộc đã sớm thẩm thấu thất giới, bên trong đều có nội ứng, bí mật tu luyện một cái truyền tống trận, minh tộc nhẹ nhõm có thể triệu tập bên dưới đại quân giới. Báo Minh cổ xuống dưới không lâu Minh cưỡi nhanh chóng bay tới, mang đến một tin tức tốt, tại thiên ma giới phụ cận một vùng đất chết bên trong, Minh giới trinh sát phát hiện một viên kỳ quái thần thụ. Thần thụ, Hạ Vũ nghe xong báo cáo sau đôi mắt sáng lên, chỉ là căn cứ tình báo miêu tả, Hạ Vũ nhẹ nhóm kết luận gốc cây kia liền là Thanh Linh. Thanh Linh đối giang giật có đại ân, giống như có thể cầm xuống Thanh Linh, nói không chừng có thể dẫn dụ giang giật ra. chương 2119, gậy ông đập lưng ông. Ông, Thiên ma thành bên trong vừa mới tu kiến không lâu minh thần đại trận quang mang lấp lánh, tiếp lấy mười mấy người ảnh hiền lộ ra. Trấn thủ minh thần đại trận hoàng tộc nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử về sau, lập tức sợ hãi quỳ xuống quát khẽ nói tham kiến đế tôn. Phụ cận minh tộc thấy là hạ vũ đích thân đến, toàn bộ không phải quỳ xuống mà là nằm dạp trên mặt đất, đối với minh tộc tới nói, minh đế liền là thần, là minh tộc chúa tể, thậm chí minh tộc cũng không dám nhìn nhiều. Dẫn đường, hạ vũ coi thường những này cấp thấp minh tộc, mang theo minh cưới bọn hắn nhanh chóng bay ra thiên ma giới. Mặc dù thanh linh năm đó binh giải, muốn khôi phục phong đế cấp muốn rất dài rất dài thời gian, giờ phút này đoán chừng chiến lực phi thường thấp. Nhưng thanh linh đối với giang giật quá trọng yếu, đã từng mấy lần cứu được giang giật mệnh, sở dĩ hạ vũ vẫn là đích thân đến, cần phải cầm xuống thanh linh, không cho thanh linh tự sát. Trước kia hạ vũ căn bản không thèm để ý giang giật thân nhân tộc người, bởi vì nàng cho rằng thiên đình bảo hộ không được những người kia. Về sau nàng mới phát hiện chính mình sai không hợp thói thường, giang giật thế mà thần không biết quỷ không hay đem số lớn nhân tộc rời đi, sở hữu trinh sát đều không thể tìm tới, cái này khiến hạ vũ căn bản là không có cách bức hiếp giang giật. Giờ phút này khó được có một cái đối với giang giật vô cùng trọng yếu yêu tộc đại đế, hạ vũ đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm. Nàng tại minh cưới bọn người dẫn dắt phía dưới nhanh chóng hướng cái kia tử địa bay đi, trên đường đi đưa tin để tử địa bên ngoài minh tộc không nên đánh thảo kinh xà, chờ các nàng đi qua hạ vũ mang theo mười mấy người đều là minh vương thực lực thấp nhất có thể so đao nộ một đám người tốc độ rất nhanh vẻn vẹn ba canh giờ tựu đã tới tử địa bên ngoài cái này tử địa rất lớn bên trong hẳn là có mộc chi nguyên có rất nhiều yêu thụ lúc đầu bình thường minh tộc trinh sát khẳng định không dám tiến vào lần này hạ vũ hạ tử mệnh lệnh sở dĩ minh tộc cao cấp trinh sát tới một chút đi vào dò xét mấy lần phát hiện một viên cùng yêu thụ không giống cây một viên rất kỳ quái cây Cây này tiểu sinh trưởng tại yêu thụ ở giữa, bề ngoài nhìn cùng yêu thụ giống nhau như đúc, bất quá lớn hơn một chút. Cây này kỳ quái ở chỗ minh tộc cao cấp trinh sát tới gần nơi này cái cây lại đột nhiên chóng mặt, cây này cũng sẽ không công kích trinh sát, chỉ là để trinh sát không cách nào tới gần. Quỷ dị như vậy tình huống, nếu là trước đây trinh sát chắc chắn sẽ không đi thêm dò xét, lần này khắp thế giới tìm kiếm giang giật, quỷ dị như vậy tình huống tự nhiên muốn báo lên. Đi vào, hạ vũ thần thức dò xét một trận, mang theo 10 cái minh vương vọt vào, đi vào hạ vũ thần thức tự cực lực mở rộng, tại toàn bộ tử địa bên trong giò xét. Phía đông, một cái trinh sát bẩm báo nói, hạ vũ thần thức vội vàng nhắm hướng đông bên cạnh phúc tán mà đi. Phía đông có rất lớn một rừng cây, những này cây nhìn từ bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hạ vũ có thể nhẹ nhõm đánh giá ra, những này cây bên trong đều có yêu lực dâng trào, rõ ràng đều thành yêu, nàng tại phụ cận tìm được một đoàn mộc chi nguyên. Thanh linh, nàng rất nhanh khóa chặt một viên kỳ quái cây, bởi vì gốc cây này cây giờ phút này đột nhiên hướng dưới mặt đất thẳng đi, rõ ràng muốn theo lòng đất đào tẩu, một nửa thân cây đều rút vào thổ xuống. Hư, hạ vũ con người lạnh lẽo, đưa tay đối phía trước đánh ra một trường, viên kia muốn chạy trốn trên cây uổng phí lập tức hư không chấn động, vô tận minh ma tử khí đột ngột xuất hiện, ngừng tụ ra một cái đại thủ trưởng đối phía dưới trùng điệp vỗ tới. Oanh, đại thủ trưởng tốc độ quá nhanh, vỗ xuống thời điểm không gian kịch liệt chấn động gốc cây kia muốn chạy trốn lại tốc độ trở nên chậm, bị đại thủ trưởng trùng điệp vỗ cả cái cây đều biến hình thân cây vỡ ra một ít cây nhánh đứt gãy lá cây bay tán loạn hưu hạ vũ bay qua lãnh mâu lướt nhìn gốc cây kia nói thanh linh người chạy không thoát đi hạ vũ đã kết luận là thanh linh bất quá thanh linh chiến lược rất yếu phong vương cấp cũng còn không có khôi phục thanh linh năm đó bình giải nguyên khí đại thương còn không có bao nhiêu năm trôi qua thực lực tự nhiên không có khả năng khôi phục quá mạnh dầm rầm phía dưới gốc cây kia rung động kịch liệt một cỗ coi như mình mông khí tức theo cây bên trong truyền ra, mình cưới quét qua quát khẽ, không tốt, nàng muốn tự bảo. Hừ, hạ vô tự mình tới liền là phòng ngừa thanh linh tự sát, trong tay nàng hắc quang lấp lánh, minh ma tử khí hóa thành ngàn vạn hắc châm hướng phía dưới đâm tới, mỗi một cây đều chui vào thần thụ bên trong, gốc cây kia lập tức không cách nào rung động. Ông, tại cuối cùng một cái hắc châm không có vào đại thụ bên trong. Đại thụ quang mang lóe lên biến thành một cái yêu mị nữ tử. Nữ tử này mặt mũi tràn đầy yếu ớt, thân thể mềm mại rung động không thôi, trong mắt đều là tuyệt vọng, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên hạ vũ đều là hận ý. Giống như giang giật ở nơi này, khẳng định sẽ nhận ra cái này yêu diếm nữ tử liền là thanh linh. Thanh linh chiến lực quá thấp, bị hạ vũ dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn lực lượng toàn thân, đừng nói công kích, liền tự sát cũng không thể. Cầm xuống, hạ vũ coi thường thanh linh ánh mắt, nhàn nhạt phung tay lên, mình cưới hóa thành một đạo hắc quang đem thanh linh nắm trong tay, bay vụt mà lên. Người khí thức như thế cường đại, chắc hẳn liền là minh đế a à thanh linh thật sâu ít mấy hơi cắn răng nói ra thanh linh rơi vào trong tay ngươi không cầu gì khác chỉ cầu chết một lần ngươi không chết được hạ vũ cười nhạt một cái nói bản đế tự mình đến bắt ngươi làm sao có thể để ngươi chết đi ngươi thế nhưng là có tác dụng lớn tác dụng lớn thanh linh sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần nàng mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra các ngươi nghĩ khống chế ta bức hiếp yêu tộc minh đế ngươi quá hèn hạ yêu tộc hạ vũ đùa cợt cười nói yêu tộc bản đế còn chướng mắt ngươi tự an tâm ở lại đi. Lúc nào bản đế diệt giang giật, ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Giang giật, thanh linh trong đầu hiển hiện một thanh niên tuấn mỹ gương mặt. nàng giờ khắc này ngược lại không sợ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. năm đó nàng vì tiểu gia hỏa kia binh giải, hủy đi cả đời tu vi, nhưng nàng cũng không hối hận. giờ phút này chứng minh nàng làm là như vậy đáng giá. chỉ là thời gian mấy năm, giang giật thế mà phát triển đến tình trạng như thế, đều cần minh đế bắt nàng đến bước hiếp giang giật. minh đế a. À đây là có thể ám toán cửu dương thiên đế có thể đem yêu tộc xua đuổi đi thiên yêu giới đem nhân tộc từng cái cường giả diệt sát để nhân tộc chỉ có thể giữ gìn thiên hồng giới cường giả tuyệt thế giang giật có thể cùng nàng là địch đây đã là phi thường nghịch thiên còn cần minh đế tự mình đến bắt nàng uy hiếp giang giật có thể tưởng tượng giang giật chiến lực ha ha minh đế tiểu gia hỏa kia nhất định sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt ta tin tưởng nàng thanh linh không cách nào phản kháng bị minh cưỡi mang theo đi thiên ma giới sau đó truyền tống đi thiên hồng giới. Thiên hồng giới giờ phút này tụ tập minh tộc đại bộ phận cấm chế trận pháp đại sư, vô số vật liệu triệu tập tới, đang chuẩn bị tu kiến liên tiếp thất giới đại trận. Truyền mệnh lệnh của ta, hạ vũ khi lấy được minh cổ xác nhận, tu kiến truyền tống trận cũng không lo ngại, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng sở hữu truyền tống trận đều có thể sửa xây về sau. Hạ đặt một cái mệnh lệnh, nàng để minh cổ thông cáo tất cả minh tộc, nói cho bọn hắn. Nàng chuẩn bị một tháng sau tiến đánh thất giới, đem thất giới cùng vạn tượng tiểu giới sở hữu nhân tộc đều biến thành minh nô, đồng thời một tháng sau tại cửu dương thành sửa tử thanh linh. Hạ vô tin tưởng Giang giật khẳng định hội nhịn không được ra tìm hiểu tin tức, chỉ cần hắn bắt được bất kỳ một gái nào minh tộc trinh sát, đều có thể thu được tin tức này. Đến lúc đó dùng Giang giật tính cách, tuyệt đối sẽ tự chui đầu vào lưới. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Giang giật hiện thân. Cắt cắt chương 2120, nhất phi trùng thiên giang giật rất nhiều lần đều muốn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cuối cùng vẫn nhịn được hình sự đại nhân thần thức có thể dò xét toàn bộ hồng mông giới mặc dù hắn ra ngoài có thể trong nháy mắt vào đây vạn nhất hình sự đại nhân có thể theo tìm tới thế giới này đâu bất quá giang giật đã bế quan nửa tháng hình sự đại nhân cũng không có tìm tới thế giới này đến giang giật nội tâm vẫn là hơi an định rất nhiều hơn nửa tháng thời gian đều vào không được đoán chừng hắn không đi ra hình sự đại nhân rất khó tìm đến hắn Hắn còn tại bí cảnh bên trong bế quan, bế quan hơn nửa tháng, hắn cũng không có tìm được phá giải thế giới bất ổn chỗ biện pháp, trong đầu những cái kia ý niệm kỳ quái thỉnh thoảng hiển hiện, có thể hắn liền là bắt không được hạch tâm, bắt không được cái điểm kia. Thế giới của hắn ba động càng ngày càng lợi hại, trước kia chuyện bên ngoài lửa xém lông mày, chuyện nơi đây lại là mấu chốt nhất. Giống như hắn tìm không thấy biện pháp, đoán chừng thế giới này rất có thể tại mấy tháng sau sụp đổ, đến lúc đó giang giới bên trong mấy ngàn vạn ức nhân tộc cùng yêu tộc nên làm cái gì, Giang giới bên trong võ giả không cảm giác được, Giang giật lại có thể cảm ứng được rõ ràng, bên trong thiên địa linh khí ngay tại nhanh chóng tiêu hao, khoảng cách đỉnh phong nhất thời điểm thiên địa linh khí đã thiếu đi dòng giã một phần mười. Lúc này mới bao lâu thời gian A, giống như hắn không theo thế giới bên ngoài hấp thu linh khí, nhiều nhất một hai năm Giang giới liền sẽ biến thành tử địa. Bên trong hoa cỏ cây cối đều sẽ khô héo, động vật côn trùng tẩu thú đều sẽ chết hết, nhiều như vậy cấp thấp nhân tộc yêu tộc bởi vì khuyết thiếu đồ ăn cuối cùng tương hỗ tàn sát, hoặc là tổ tươi sống chết đói làm sao để thế giới chính mình sinh ra linh khí đâu giang giật từ đầu đến cuối không nghĩ ra bất kỳ cái gì năng lượng đều là cân bằng không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra năng lượng liền giống với tu luyện không hấp thu thiên địa linh khí thể nội là không thể nào có thiên lực không cái ăn vật không uống nước không hô hấp người cũng không có khả năng có thể lực đây là năng lượng đinh luật bảo toàn nhất định phải có năng lượng vào đây mới có thể chuyển hóa làm khác năng lượng vấn đề ở chỗ thế giới của hắn không hấp thu phía ngoài năng lượng, lại thế nào bỗng dưng sinh ra năng lượng đâu không có khả năng từ không sinh có A. À. Giang giật không nghĩ ra, hắn tại sa mạc trên gành bãi chậm rãi đi đi, bế quan ngồi xếp bằng quá lâu đều không có tìm được biện pháp, hắn thường thường quen thuộc đi chung quanh một chút. Có lẽ ngẫu nhiên ở giữa liền có thể có chỗ xúc động, tìm tới cái điểm kia. Ông, đi tới đi tới, phía trước không gian có chút ba động, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, kha lộng ảnh phát hiện giang giật xuất quan, sở dĩ truyền tống tới. Giang giật không nói chuyện vẫy vẫy tay, kha lộng ảnh như một con bướm nhẹ nhàng tới, giang giật nắm kha lộng ảnh tay tại sa mạc bên trong dạo bước. Cái sau rất thông minh biết rõ giang giật đang tự hỏi, không có nói nhiều, tự an tĩnh bồi tiếp giang giật hành tẩu, tựa như tại thiên hồng giới mặt phía bắc cái kia trong hồ nhỏ. Vây quanh sa mạc bí cảnh chuyển vài vòng, giang giật bước chân ngừng, hắn đôi mắt có chút thất thần, nhìn qua kha lộng ảnh tùy ý hỏi, lộng ảnh. Người nói một vật như thế nào mới có thể từ không sinh có sinh ra năng lượng đâu tỉ như đơn giản nhất, giống như một cái phong bế không gian, như thế nào mới có thể có gió lay động đâu. Giang giật suy nghĩ của mình tiến vào giúp vào sừng châu, kha lộng ảnh vào đây, vừa vặn có thể cho hắn một chút mạch suy nghĩ. Giống như trước kia tại Long Cốc, Giang Tiểu Nô vô tình một câu, để hắn sáng tạo ra thế giới này, giải quyết một cái lớn vô cùng nan đề. Kha lộng ảnh đẹp mắt lông mày nhăn, Giang giật vấn đề này có chút khó khăn, nói rất mơ hồ, nàng còn không thể tùy ý liền trả lời. Nàng chậm rãi hướng phía trước hành tẩu, Dòng dã đi gần nửa canh giờ, Kha Lộng Ảnh có chút hiểu được, quay đầu nhìn qua theo sau lưng Giang giật nói ra, muốn từ không sinh có, cái này phi thường khó khăn, như như lời ngươi nói bịt kín không gian, phải có phong lưu động, vậy cơ hồ là không thể nào, trừ phi mượn nhờ ngoại lực, giống như ngươi ở bên trong phi hành, không khí tự nhiên là lưu động. Giang giật nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, nếu như không có ngoại lực đâu bên trong không có gì cả chứ? Kha Lộng Ảnh nội tâm sớm có phương án suy tính, nói tiếp nói ra, nếu như không có ngoại lực chỉ có thể dựa vào nội lực, nội lực. Giang giật lắc đầu nói, vậy làm sao hình thành nội lực đâu? dù sao bên trong không có cái gì a, à? không có cái gì. Kha lộng ảnh con mắt chớp chớp, dừng một chút nói ra, không có khả năng không có cái gì, ít nhất có không khí a, à vạn nhất không có cái gì, vậy liền ở bên trong chế tạo đại trận, lợi dụng đại trận hình thành nội lực, chỉ cần có sức mạnh, vậy liền có thể làm cho phong lưu động. có đạo lý. Giang giật nội tâm đột nhiên run lên. Kha Lộng Ảnh tựa hồ xúc động trong đầu của hắn cái nào đó điểm, nhưng không bao giờ hắn lại bắt không được cái giờ này. Hắn trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, lần nữa hỏi ngược lại, vẫn là không đúng a, à, Lộng Ảnh. Người nói lợi dụng đại trận, vấn đề đại trận này cũng cần năng lượng a, à, đây cũng không phải là từ không sinh có, ta cần chính là không hề làm gì, liền có thể sinh ra năng lượng. Giang giật thế giới không thể sinh ra linh khí, hắn không có khả năng đi bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí sở dĩ chỉ có thể chính mình chế tạo thiên địa linh khí cái này chế tạo không thể mượn nhờ nửa điểm ngoại lực muốn hoàn toàn dựa vào nội lực muốn hoàn toàn từ không sinh có đây cũng là nhất bối rối giang giật địa phương đại trận cũng cần năng lượng kha lộng ảnh không nghĩ ra nàng mơ mơ màng màng hướng phía trước đi đến đi mấy chục bộ về sau nàng ngoái nhìn mờ mịt nói ra giang giật người nói có thể hay không để đại trận này tự cấp tự túc chính mình cho mình sinh ra năng lượng tự cấp tự túc chính mình cho mình sinh ra năng lượng Giang giật ngạc nhiên, Kha lộng ảnh câu nói này nói đến không đầu không đuôi, rất không có đạo lý, nhưng chính là câu nói này lại lần nữa xúc động trong đầu của hắn một cái điểm. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần, tốt nửa ngày sau đột nhiên trong ánh mắt quang mang tăng vọt, hắn chạy như bay đến trận ngang ôm lấy Kha lộng ảnh, tại trên mặt nàng mãnh liệt hôn tựu khẩu, cười ha hả ta nghĩ thông suốt, ta rốt cuộc hiểu rõ, lộng ảnh, người quá thông minh, quá thông minh, ha ha ha. Thế giới của ta không phải không có cái gì, thế giới của ta có không khí, có lôi điện, có kim mộc thủy hỏa thổ, có chỗ có hết thảy năng lượng. Ta cũng không phải là muốn từ không sinh có, cũng không có khả năng từ không sinh có, ta đi thẳng vào chỗ nhầm lẫn, đi vào chỗ nhầm lẫn A. Tạo dựng một cái đại trận, lợi dụng ta trong thế giới sở hữu nguyên tố cấu kết một cái thông thiên đại trận, để đại trận này sinh ra thiên địa linh khí, sau đó cái này thiên địa linh khí lại bổ sung đại trận, hình thành tốt tuần hoàn. Thiên địa ngũ hành, vừa tương sinh lại tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mà mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Bản thân cái này liền là một cái thiên đạo tuần hoàn. Tự cấp tự túc, lời này nói qua đúng, căn bản cũng không cần bất luận ngoại lực gì, thế giới này bản thân liền có thể tự cấp tự túc. Ha ha ha. Thông thiên đại trận, cái này thông thiên đại trận nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thiên địa pháp tắc đi. Toàn bộ thế giới có thể tốt vận chuyển, cũng là bởi vì có thiên địa pháp tắc tồn tại. Thiên yêu giới sụp đổ, để thiên địa pháp tắc hỗn loạn, chính là cái này nguyên lý, ta sớm nên nghĩ đến nghĩ đến. Giang giật tố chất thần kinh nói một mình không ngừng, kha lộng ảnh nghe được không hiểu thấu, cái gì thế giới A, à, cái gì thiên địa ngũ hành, cái gì thiên địa pháp tắc, nàng nghe được cái hiểu cái không. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Theo Giang giật trong thần thái, nàng biết mình trong lúc vô tình giúp Giang giật mở ra một cái lớn vô cùng nan đề có lẽ cái vấn đề khó khăn này giải khai, có thể làm cho Giang giật nhất phi trùng thiên. chương 2121, Thiên đạo tuần hoàn. Thiên địa pháp tắc, thứ này Giang giật hết sức quen thuộc, không chỉ là Giang giật, sở hữu thượng giới võ giả đều biết đây là cái gì. Võ giả muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, cảm ngộ cao cấp hơn bản nguyên áo nghĩa, cảm ngộ thế giới này. Nhân lực là có hạn, muốn trở nên cường đại, vậy thì nhất định phải mượn nhờ thiên địa chi lực, muốn mượn nhờ thiên địa chi lực nhất định phải cảm giác ngộ thiên địa pháp thì tỷ như người cảm ngộ hỏa chi lực liền có thể mượn nhờ hỏa diễm đốt cháy địch nhân giang giật cảm ngộ phong chi thúc phược liền có thể mượn nhờ phong chói buộc địch nhân phong hỏa lôi điện đây đều là thiên địa chi lực đạt tới phong vương cấp về sau càng là đem các loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp được đồng thời mượn nhờ mấy loại thiên địa chi lực cảm ngộ thiên địa pháp tác càng nhiều mượn nhờ thiên địa chi lực thì càng nhiều thực lực cũng sẽ càng cường đại đạt tới cửu dương thiên đế hạ vũ loại kia cấp bậc càng là có thể mượn thiên địa chi lực trực tiếp chân áp địch nhân tại thiên địa chi lực chân áp phía dưới võ giả thậm chí phong đế cấp đều không động được chỉ có thể nhẹ nhõm bị giết lần trước giang giật vận khí rất không tệ vận dụng hắn thiên huyễn thuật để cho mình khí thế đạt đến thiên đế chi cảnh lại vận dụng mạnh nhanh bản nguyên chi huyết hình thành kinh khủng khí huyết để hạ vũ trong đầu hình thành trí mạng báo động sống sờ sờ đem hạ vũ dọa cho lui nếu không hạ vũ một khi vận dụng thiên địa chi lực chấn áp hắn, lập tức liền sẽ lộ vùi lấp, đương nhiên giang giật khi đó có hỗn độn chi khí, hạ vũ chấn áp hắn, cũng không giết chết hắn. Giờ khắc này giang giật, rốt cuộc minh bạch thế giới của hắn tại sao lại không ổn định, vì sao không có thiên địa linh khí. Bởi vì hắn thế giới này không có một cái nào thông thiên đại trận, không có thiên địa pháp tắc trói buộc, toàn bộ thế giới tự nhiên là hỗn loạn, tự nhiên là hội không ổn định. Tốt, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có mạch suy nghĩ, tiếp xuống tất cả đều dễ dàng rồi. Giang giật để kha lộng ảnh trở về, hắn thân thể ra thiên đình bên ngoài, sừng sững ở trong hư không. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng toàn bộ thế giới, trong đầu của hắn hiển hiện một hình ảnh, hiện lên ức vạn hỗn độn. Hắn cẩn thận đài quan sát có hỗn độn, dụng tâm bắt đầu thôi diễn, nghĩ đến làm sao tạo dựng cái này thông thiên đại trận. Bất luận cái gì đại trận đều chia làm trận cơ, trận văn, trận tâm. Giang giật toàn bộ thế giới liền là trận cơ, tất cả hỗn độn hợp thành một cái tự nhiên trận cơ, trận cơ không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ trận văn cùng trận tâm, bất kỳ cái gì đại trận đều cần có trận văn, thông qua đặc thù sắp xếp liên tiếp câu thông, đạt tới đặc biệt hiệu quả. Còn muốn có trận tâm, đây là đại trận hạch tâm, trèo chống dẫn đạo thôi động toàn bộ đại trận hạch tâm. Trận tâm, giang giật trong đầu hiển hiện một cái cự đại giới diện, giang giới. Nội tâm của hắn khẽ động, trước mắt cái này giang giới vô cùng cường đại ổn định, so còn lại hỗn độn lớn không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn có thể trở thành đại trận này trận tâm, dẫn đạo trèo chống cái này thông thiên đại trận vận chuyển. Trận cơ cùng trận tâm đều không phải là vấn đề, tự xem trận văn, giang giật tâm niệm vừa động khống chế phụ cận một cái hỗn độn. Tốt, tại giang giật khống chế phía dưới hỗn độn chậm rãi di động, chỉ cần có thể di động một cái hỗn độn, hắn liền có thể khống chế toàn bộ thế giới hỗn độn di động, liền có thể lợi dụng hỗn độn bố trí trận văn. Đi, giang giật tâm niệm vừa động thu hồi thiên đình, thân thể ra giang giới bên cạnh. Tâm hắn niệm khẽ động, to lớn giang giới chậm rãi bắt đầu di động giang giật tâm niệm chìm ở giang giới bên trong phát hiện người ở bên trong không có bất kỳ cái gì phát giác a à, người ở bên trong không có phát giác mạnh nhanh lại phát hiện hắn theo thiên châu bên trong dần hiện ra đến nhìn qua phía trước to lớn dưới diện kinh nghi nói ra tiểu tử người đây là giang giật muốn khống chế toàn bộ thế giới hỗn độn di động việc này không có khả năng giấu giếm được mạnh nhanh không bằng hắn cũng không có giải thích ý tứ nhếch miệng cười nói mạnh đại ca đây chính là ta luyện hóa tu di thế giới, nhân tộc cùng yêu tộc bị ta chuyển rời đến trong này tới tu di thế giới, đây không có khả năng đi. mạnh nhanh trong mắt đều là kinh nghi, tu di thế giới là dấu ở hư không trong cái khe thế giới. tỷ như thiên yêu giới liền là một cái tu di thế giới, còn có nửa quẻ tộc linh tiên tộc mị tâm tộc đều giấu ở tu di thế giới bên trong. nhưng mạnh nhanh cảm giác cái này không giống tu di thế giới. nếu như là tu di thế giới, hắn làm sao đứng tại hư không bên trong? nơi xa những cái kia sao lốm đốm đầy trời lại là cái gì. Mạnh nanh không nghĩ ra, Giang giật cũng không giải thích, chỉ là cười nhạt nói, mạnh đại ca, ngươi chớ để ý, quay đầu ta tự nhiên sẽ cùng ngươi giải thích, ta còn có thể hại ngươi không thành. Mạnh nanh nghĩ nghĩ cũng mặc kệ, cùng Giang giật ở chung được một đoạn thời gian, mạnh nanh vẫn tương đối tán thành Giang giật, trọng yếu nhất chính là hai người là cột vào một cỗ trên chiến xa, Giang giật đem thiên yêu giới làm cho sụp đổ, hắn hỗ trợ che giấu, một khi bị phát hiện hai người đều phải chết hắn chiến lược bị phong ấn không cách nào mở ra tiên vực chi môn cũng chỉ có thể trông cậy vào giang giật mang theo hắn trở lại tiên vực hắn mặc kệ trở lại thiên đình bên trong giang giật thì bắt đầu khống chế giang giới chậm rãi hướng thế giới trung tâm di động mà đi nếu là trận tâm vậy thì nhất định phải tại đại trận trung tâm dạng này mới có thể dẫn dắt thôi động dẫn đạo duy trì toàn bộ đại trận vận chuyển bình thường ông giang giới khẽ động toàn bộ thế giới hư không ba động đột nhiên tăng lên càng thêm không ổn định Giang giật ngoan tâm không để ý tới, tiếp tục khống chế giang giới hướng trong thế giới di động. Thế giới rất lớn, lớn đến không biên giới, hẳn là ít nhất có hồng mông thế giới một nửa lớn như vậy, mà lại thế giới còn tại hướng bốn phương tám hướng chậm rãi mở rộng, nói không chừng mấy chục vạn năm, trăm vạn năm sau sẽ đạt tới hồng mông thế giới lớn như vậy. Giang giới di động nhìn rất chậm, người ở bên trong đều không có phát giác, kỳ thật tốc độ tương đối toàn bộ hư không tới nói đã thật nhanh. Đây là giang giật không dám khống chế di động quá nhanh nguyên nhân, hắn sợ di động quá nhanh, toàn bộ thế giới trực tiếp sụp đổ. Hao tốn 3 ngày thời gian, giang giới rốt cuộc đến thế giới trung tâm, giang giật có thể tùy ý cảm ứng thế giới này, tự nhiên có thể đoán ra chỗ cốt lõi. Cái này 3 ngày thời gian, giang giật không đơn thuần là tại khống chế giang giới di động, hoàn thủ cầm thần thụ diệp, một mực tại nhanh chóng thôi diễn, làm sao tạo dựng trận văn. Dùng toàn bộ thế giới làm bàn cờ, giang giới làm hạch tâm, sở hữu hỗn độn làm quân cờ, giang giật muốn bố trí ra từng con rồng lớn, đem những này đại long tạo thành từng đầu trận văn. Cuối cùng tạo dựng thành một cái thông thiên đại trận, hình thành thế giới này thiên địa pháp tắc, để thế giới này ở bên trong đại trận chính mình vận chuyển, tự cấp tự túc, thiên đạo tuần hoàn. Cái này nói đến vô cùng đơn giản, nhưng làm phi thường khó khăn. Duy nhất may mắn địa phương, Giang Giật không cần chính mình sáng tạo đại trận, mà là căn cứ hồng mông thế giới đi mô phỏng tạo ra một cái đại trận, hắn có một cái tự nhiên vật tham chiếu, có một cái phương hướng, chỉ cần tìm được đường thôi diễn xuống dưới, không ngừng xác minh, thí nghiệm, luôn có thành hình kia một ngày. Tạo dựng đại trận, tạo dựng ta thế giới thiên địa pháp tắc. Giang giật ngấm lại đều có chút kích động, hắn sáng tạo ra thế giới này, tương đương với hắn chiếm lĩnh một cái vương quốc. Muốn cho cái này vương quốc bố trí quan viên, quận trưởng, quân đội, luật pháp các loại chờ, hắn muốn để cái này vương quốc tại hắn quyết định quy củ công chính thường vận chuyển, tốt tuần hoàn. Hắn muốn đem thế giới của hắn từng bước hoàn thiện, biến thành một cái chân chính hoàn mỹ thế giới thiên địa pháp tắc, giang giật hô hấp có chút rồn rập, hồng mông thế giới người là đi cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, hắn lại là chính mình sáng tạo thiên địa pháp tắc, không biết chờ hắn sáng tạo hoàn thiện về sau, chiến lực của hắn có thể hay không tiêu thăng. Nhất định có thể, giang giật rất nhanh khẳng định siết chặt nắm đấm, hắn có thể thông qua sáng tạo thiên địa pháp tắc đi nếm thử làm sao trưởng khống thiên địa chi lực. Hắn không cần đi cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, có thể trực tiếp vượt qua tầng này đi học hội nắm giữ thiên địa chi lực, trực tiếp chân áp địch nhân chương 2122, toi công bận rộn một trận. Cửu Dương Thành bên trong rất náo nhiệt, Hạ Vũ điều tập rất nhiều vật liệu, rất nhiều hoàng tộc cùng quân đội tới, đã trải qua rồi tu luyện liên tiếp thất giới đại trận. Hạ Vũ hạ lệnh muốn tại trong nửa tháng tu kiến hoàn tất, sở dĩ Minh Cổ điều tập mấy ngàn vạn quân đội tới hỗ trợ tu kiến đại trận. Sách dưới Cửu Dương Thành sớm đã bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, đây cũng là Hạ Vũ hạ lệnh. Bởi vì hình sử đại nhân ở tại nơi này, chính nàng cũng ở tại, nhìn xem rách dưới thành trì khó tránh khỏi không thoải mái. Nàng không thoải mái không quan hệ, vạn nhất hình sử đại nhân không thoải mái liền phiền toái. Cửu dương thành thành trì bên trên đều là minh tộc quân đội, tất cả đều là hoàng tộc, phụ cận cũng không có chướng khí mù mịt, trong thành trì ngay ngắn trật tự, nhìn cùng một cái nhân tộc đại thành trì cũng không có khác nhau. Duy nhất chỗ đặc thù, thành trì quảng trường phương bắc một tòa cự đại tòa thành phía trên dựng lên một cái ba ngàn trượng cao, rộng ba trượng to lớn cột đá, cái này cột đá rõ ràng là gần nhất mới tu kiến là cố ý tu kiến trên trụ đá cũng không có mỹ lệ đồ án cũng không có chỗ đặc biệt bất quá cột đá đỉnh dùng xích sắt buộc lại một người một cái nữ nhân xinh đẹp thanh linh đây là hạ vũ cố ý phân phó đem thanh linh cột vào cửu dương thành tòa thành phía trên dạng này toàn bộ thành trì đều có thể thấy được nàng thành trì bên ngoài nếu có nhân tộc trinh sát cũng có thể xa xa nhìn thấy thanh linh lực lượng toàn thân đều bị hạ vũ dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn bề ngoài nhìn tựa hồ bị không phải người ngược đãi toàn thân áo bảo đều rách dưới, còn có vết máu, tóc tai bù xù nhìn rất thê thảm. đây cũng là Hạ Vũ mệnh lệnh, mặc dù không đến mức khi nhờn Thanh Linh, nhưng để Thanh Linh nhìn thảm một chút, Giang Giật có thể nhìn thấy dùng tính cách của hắn tuyệt đối tức sùi bọt mép, cái gì đều không quan tâm đến nghĩ cách cứu viện Thanh Linh. Hàn Phong hưu quạnh, ba ngàn trường không trung phong đặc biệt lớn, thổi đến Thanh Linh thân thể tả hữu chập chờn lay động, nàng lực lượng toàn thân bị phong ấn, thân thể lại rất suy yếu sở dĩ giờ phút này ngay cả động cũng không động được nàng thân thể bị cuồng phong gợi lên thân thể tại trên trụ đá ma sát không ngừng xúc động vết thương lông mày của nàng thật sâu nhíu lên nhưng chưa bao giờ có hử ra âm thanh nàng khuôn mặt đồng dạng vô cùng bình tĩnh ánh mắt xa xa nhìn qua phương xa nhìn qua phía dưới bị minh tộc chiếm cứ thành trì nàng không biết mấy năm này chuyện gì xảy ra không biết thiên hồng giới nhân tộc đi đâu hoặc là toàn bộ bị giết phía dưới tòa thành bên trong ở cái kia khí thức đặc biệt kinh khủng nam tử lại là ai tòa thành nội tu xây truyền tống trận phải chăng muốn liên tiếp thất giới thanh linh không nghĩ ra cũng không ai nói cho nàng bất quá thanh linh theo hoàng tộc nói chuyện bên trong hiểu được một chút tình huống một chút để nàng phi thường chấn kinh phi thường kiêu ngạo sự tình giang giật hoàn toàn chính xác rất mạnh mạnh ngoại hạng mạnh đến mức minh đế đều không làm gì được hắn giang giật đã từng chu diệt rất nhiều minh tộc ẩn núp đi, khắp thế giới cũng không tìm tới hắn, cho nên mới bắt được nàng đến bước hiếp giang giật. Thanh Linh đến nay còn nhớ rõ, năm đó giang giật tại luyện ngục bí cảnh bên trong đánh giết âm thú tràng cảnh. Giang giật tại nàng bản thể thần thụ phía dưới ngồi xếp bằng rất nhiều ngày, thời điểm đó giang giật là cỡ nào nhỏ yếu, lúc này mới mấy năm trôi qua, giang giật thế mà có thể làm cho minh đế đều không làm gì được hắn. Thật sự là một cái tràn ngập kỳ tích tiểu nam nhân A. Thanh Linh thì thào một tiếng, sắc mặt càng thêm bình tĩnh, nàng trong cõi u minh có một loại cảm giác, Giang giật khẳng định sẽ ở trong một tháng ra. Hắn nhất định sẽ tới cứu nàng, mà lại nàng cũng không sợ hãi chính mình liên lụy Giang giật, bởi vì nàng tin tưởng người tiểu nam nhân này sẽ mang lại cho chính mình lại một kinh hỉ. Không đúng, không đúng, không phải như vậy, ta lòng quá tham, ta nghĩ duy nhất một lần đem thông thiên đại trận cho hoàn thiện, đây là không thể nào, ta hẳn là trước kiến tạo một cái đơn giản đại trận, trước tiên đem thế giới này ổn định lại. Đúng đúng, tựa như một cái cây đồng dạng, muốn đem thân cành làm, có thể chống đỡ cả cái cây, còn như nhánh cây nhỏ cùng lá cây có thể chậm rãi hoàn thiện, dục tốc bất đạt. Ta trước kiến tạo đại trận mạch lạc, đem đại trận mô bản dựng lên, quay đầu sẽ chậm chậm hoàn thiện. Hư không bên trong, giang giật thôi diễn năm ngày sau, phát hiện càng thôi diễn càng phức tạp. Mặc dù hắn có thể mượn nhờ thiên hồng giới mô bản, nhưng thiên hồng giới quá tốt đẹp đại, giống như muốn triệt để thôi diễn, lại tạo dựng một cái đại trận, điều này cũng không biết phải bao lâu dùng giang giật suy tính, muốn đem chính mình toàn bộ thế giới đại trận triệt để hoàn thiện, ít nhất phải 10 năm trở lên. Xác định mạch suy nghĩ, giang giật bắt đầu thôi diễn đơn giản đại trận, trước tiên đem xương cốt làm, tại từng bước hoàn thiện cơ bắp mạch máu vân vân. Đơn giản đại trận trận văn giang giật nội tâm sớm đã có phương án suy tính, hắn từ phía trên hồng giới đại giới mặt bên trong cảm ứng được một ít quy luật, lục lọi ra một chút trận văn. Động, giang giật đứng tại giang giới bên ngoài, bắt đầu khống chế phụ cận hỗn độn di động, dựa theo trong nội tâm đã sớm định ra phương vị di động. Hắn cũng không định động tất cả hỗn độn, mà là chuẩn bị trước khống chế một vạn lẻ tám ngàn hỗn độn di động, vây quanh giang giới tạo thành một cái đơn giản đại trận. Đại trận này là toàn bộ thông thiên đại trận hạch tâm, giống như thành công, có thể trèo chống toàn bộ thế giới ổn định. Nói đến đơn giản, kỳ thật phi thường khó khăn. Giang giật không thể để cho hỗn độn có bất kỳ sai lầm, thậm chí phía ngoài hỗn độn cũng không thể đối bên trong hỗn độn có bất kỳ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Toàn bộ thế giới phi thường không ổn định, giống như giang giật tính sai, rất có thể dẫn đến thế giới sụp đổ. Giang giật trước hết nhất để khống chế 108 cái hỗn độn, tại giang giới nhất phụ cận ngư không bên trên sừng sững. Mặc dù nói tại phụ cận, nhưng khoảng cách cũng có vài ức vạn lý, dù sao hỗn độn thế nhưng là sẽ từ từ trưởng đại diễn hóa, không có khả năng áp sát quá gần. Cái này 108 hỗn độn, mỗi lần 6 cái là một tổ, hình thành một cái lục mang tinh tiểu trận. Mỗi lần 6 cái lục mang tinh tiểu trận lại cấu thành một cái lục mang tinh đại trận sau đó lục mang tinh đại trận cấu thành một cái siêu cấp lục mang tinh thật to trận tiểu trận tạo thành đại trận đại trận cấu thành siêu cấp thật to trận hoàn hoàn đan sen người bên trong có ta ta bên trong có ngươi sinh sôi không ngừng thiên đạo tuần hoàn loại này trận văn là giang giật thông qua thiên hồng giới đại giới mặt đại bí cảnh thôi diễn ra đương nhiên có thể thành hay không đến cùng cuối cùng hiệu quả như thế nào ai cũng không biết giang giật chính mình cũng không chắc một ngày hai ngày mười ngày Dòng giã tốn hao 10 ngày, Giang Giật vẫn chỉ là khống chế một vạn sáu ngàn cái hỗn độn đến vị trí chỉ định. Hắn mệt mỏi kém chút hư thoát, khống chế hỗn độn di động không khó, nhưng muốn tinh chuẩn để hỗn độn đạt tới vị trí chỉ định, đồng thời không đúng phụ cận hỗn độn tạo thành ảnh hưởng, không cho hư không dung chuyển, cái này hao phí Giang Giật rất nhiều tinh lực. Kiên trì, tiếp tục, còn có hai ngàn cái, trong một ngày làm xong. Giang Giật nhắm mắt lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tục khống chế hỗn độn di động hắn tạo dựng đại trận xương cốt chỉ cần vận dụng một vạn lẻ tám ngàn khỏa hỗn độn cái này đều mệt đến hắn quá sức có thể tưởng tượng đem bên trong ước vạn hỗn độn toàn bộ an trí cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực thành một ngày rưỡi về sau một viên cuối cùng hỗn độn đã tới chế định vị trí giang giật cả người cũng run rẩy thành bại chỉ lần này nhất cử giống như thất bại kia chứng minh thời gian lâu như vậy hắn thôi diễn đều là sai lầm giờ phút này hư không như thế không ổn định hắn liền không còn có thời gian đi một lần nữa thôi diễn cùng bố trí. Ừ, chờ giây lát, Giang giật sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện trong hư không cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh. Hắn, tựa hồ toi công bận rộn một trận, không có khả năng, không có khả năng, thôi diễn không có khả năng sai, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề chỗ đó có vấn đề. Giang giật luống cuống, dựa theo suy tính thế giới này nhiều nhất còn có một hai tháng liền sẽ sụp đổ, giống như lần này hắn thôi diễn sai lầm, hắn tại một hai tháng bên trong còn có thể một lần nữa thôi diễn một cái biện pháp mới ra bên ngoài hạ vũ đoán chừng khắp thế giới đang tìm hắn, một khi thế giới sụp đổ, hắn cùng tất cả mọi người muốn chết. chương 2123, Thế giới sống lại. Chỗ đó có vấn đề, Giang giật không nghĩ ra, tinh thần hắn bên trong truyền đến nghiêm trọng cảm giác mệt mỏi, trước đó hắn một mực căng cứng, giờ khác này triệt để có chút không chịu nổi. Mặc kệ, đi trước ngủ một giấc, Giang giật lấy ra thiên đình thoáng hiện đi vào, Kha Lộng Ảnh đang ở bên trong ngồi xếp bằng, nhìn thấy Giang giật vào đây, mà lại mặt mũi tràn đầy ảm đạm cùng thất vọng, nàng liền vội vàng đứng lên nghênh đón nói, thế nào? Giang giật lắc đầu không có giải thích, Kha Lộng Ảnh lôi kéo hắn ngồi ở trên giường, liền để Giang giật gối lên trên đùi của nàng, nàng nhẹ nhàng cho Giang giật xoa đầu, giúp hắn chậm lại áp lực. Nghe Kha Lộng Ảnh trên người mùi thơm, hưởng thụ lấy thuần thục thủ pháp đấm bóp, Giang giật rất nhanh liền ngủ thật say, bởi vì quá độ mệt nhọc đều đánh lên hãn. Giang giật ngủ thiếp đi, Kha Lộng Ảnh ngừng xoa bóp, bất qua thân thể lại không động, liền ngồi lặng lặng, nhìn qua Giang giật tấm kia lông mày còn tại khóa chặt mặt, trong mắt nàng đều là đau lòng. Từ khi tiến vào nơi này về sau, Giang giật chưa bao giờ cùng các nàng lộ ra bất cứ chuyện gì, nàng không trách Giang giật giấu kín bí mật, không trách hắn giấu giếm rất nhiều chuyện. Bởi vì nàng hiểu rõ vô cùng Giang giật, những bí mật này những sự tình này khẳng định quá nặng nề, Giang giật coi như nói cho các nàng biết, khẳng định không thể giúp một điểm công việc, ngược lại sẽ cùng theo lo lắng. Giang giật đã thật lâu không có hồi trở lại giang giới, cũng không phải là hắn không tưởng niệm y phiêu phiêu giang tiểu nô tô như tuyết các nàng, chỉ là không muốn để cho các nàng xem ra hắn nặng nề nội tâm. Giang giật thích đem sự tình một người dưới lưng, hắn là một cái có thể tổng phú quý, lại không nguyện ý cùng chung hoạn nạn người. Hắn thích một người yên lặng tiếp nhận, thích một người đảm đương tất cả áp lực, cho mọi người chống đỡ lấy một mảnh bầu trời thẳng đến hắn mệt sức cùng lực kiệt, mới có thể trở về, mới có thể biểu lộ hắn yếu ớt một mặt, tỉ như giờ phút này. Giang giật cái này một giấc trọn vẹn ngủ hai mươi mấy cái canh giờ, sau khi tỉnh lại hắn lại trở nên thần thái sáng láng, cùng Kha Lộng Ảnh nói chuyện phiếm vài câu, hắn vội vàng rời đi. Hắn lần nữa sừng sững ở trong hư không, đi cảm ứng phụ cận một vạn lẻ tám ngàn cái hỗn độn, đi cảm ứng giang giới. Giờ phút này hắn còn phi thường tin tưởng vững chắc chính mình không sai, chỉ là nào đó một chỗ xảy ra vấn đề, dẫn đến đại trận này không cách nào vận hành. Vấn đề ở chỗ nào? Quanh hắn lấy giang giới xoay quanh, tại một vạn lẻ tám ngàn cái trong hỗn độn du tẩu, cẩn thận tra tìm, thật sâu suy tư. Hết thảy cũng không có vấn đề gì, mỗi một cái hỗn độn đều tại vị trí chỉ định, từng cái đại tiểu lục mang tinh trận pháp hoàn hoàn đan sen, lẫn nhau hô ứng, đây là một cái phi thường hoàn mỹ đại trận. Nửa ngày, một ngày, nhắm mắt sừng sướng hư không giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt của hắn khóa chặt giang giới quát khẽ, giang giới, chuyển động. Một vạn lẻ tám khỏa hỗn độn toàn bộ cho ta chuyển động. Ông, tại giang giật đồng thời khống chế phía dưới, giang giới thành thuận kim đồng hồ chuyển động, hắn phía ngoài 108 khỏa hỗn độn thì thành nghịch kim đồng hồ chuyển động, lại phía ngoài hỗn độn hoặc là thành nghịch kim đồng hồ, hoặc là thành thuận kim đồng hồ, toàn bộ đều tại nguyên chỗ tự do xoay tròn. Ông, nương theo lấy giang giới cùng phụ cận một vạn lẻ tám ngàn khỏa hỗn độn chuyển động, từng đạo hấp lực sức đẩy theo mỗi cái hỗn độn giang giới bên trong chuyển đến, những này hấp lực cùng sức đẩy đều phi thường bình quân, lẫn nhau có thể dẫn dắt đối phương, lại lẫn nhau có thể bài xích đối phương, sở dĩ giang giới cùng hỗn độn cũng sẽ không di động, nhưng lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ. Giờ khắc này, giang giật cảm giác toàn bộ thế giới đều sống lại, giờ khắc này hắn cảm giác thế giới này đều đang động, cũng đều không nhúc nhích. Ngoại nhân nhìn thế giới này trong hư không cũng không có bất kỳ vật gì, nhưng giang giật lại phát hiện thế giới này đã khác biệt, có bản chất cải biến. Ha 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 ha. Giang giật trong hư không lên tiếng cười ha hả, tại vừa rồi hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn một mực tại bắt trước hồng mông thế giới tạo dựng đại trận, nhưng hồng mông thế giới liền là hồng mông thế giới, thế giới của hắn liền là thế giới của hắn, căn bản khác biệt, tự nhiên không thể dựa theo hồng mông thế giới là cứng nhắc cứng rắn bộ. Hồng mông trong thế giới có 10 cái đại giới mặt, có thiên yêu giới, còn có rất nhiều tu di đại thế giới. Thế giới của hắn chỉ có một cái giang giới, so hồng mông thế giới còn nhỏ rất nhiều, làm sao có thể đồng dạng đâu tương sinh tương khắc, hút nhau tương xích, hoàn hoàn đan sen, sinh sôi không ngừng, đây mới là thế giới của ta, ta cuối cùng thành công. Giang giật mặt mũi tràn đầy thổn thức, giang giới cùng cái này một vạn lẻ tám ngàn cái hỗn độn lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau bài xích, từ nay về sau vĩnh viễn cố định trên thế giới này. Có giang giới cùng cái này một chút hỗn độn, thế giới này tự có xương sống, có trụ cột, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Khó trách thiên yêu giới sụp đổ, hình sử đại nhân để ý như vậy. Giang giật không hiểu có chút đã hiểu, thiên yêu giới vẫn là cái tu gì thế giới giống như hắn đem thiên hồng giới làm sụp đổ đoán chừng toàn bộ hồng mông thế giới thiên địa pháp tắc đều sẽ rối loạn nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng toàn bộ hồng mông thế giới sụp đổ thiên địa linh khí rốt cục có thiên địa linh khí giang giật triển khai hai tay nhắm mắt lại cảm thụ được bốn phía hết thảy hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tại cái này thông thiên đại trận vận chuyển về sau giang giới cùng còn lại bên ngoài hỗn độn đều tại phi thường chậm rãi sinh sôi thiên địa linh khí những này thiên địa linh khí bị đại trận hấp thu biến thành từng sợi đặc thù năng lượng tràn ngập tại phụ cận hư không bên trong, sau đó lại bị sở hữu hỗn độn hấp thu, những này đặc thù năng lượng ở trong hỗn độn chuyển biến thành thiên địa linh khí, dạng này hình thành một cái tuần hoàn, thiên đạo tuần hoàn. Những này đặc thù năng lượng liền là thiên địa chi lực A. Giang giật rũi ra hai tay, nhẹ nhàng nâng lên, mặc dù chính hắn không nhìn thấy sở không được, nhưng hắn có thể cảm nhận được phụ cận trong hư không xuất hiện đặc thù lực lượng. Mà hắn làm thế giới này chúa tể, có thể đơn giản điều động những lực lượng này. Đương nhiên, những lực lượng này quá ít quá ít, Giang Giật cũng không dám điều động, vạn nhất ảnh hưởng tới thế giới này vận hành bình thường tựu xong đời. Yên tĩnh, xa xa Giang Giới mặc dù tại xoay tròn, phụ cận hỗn độn cũng đều tại xoay tròn, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm, hư không bên trong cũng không có xuất hiện hư không loạn lưu, không gian hắc động vòng xoáy những thứ này. Nhưng Giang Giật biết rõ, giờ khắc này thế giới của hắn rốt cuộc sống, có cái một cái thành hình khuôn mẫu. Đằng sau còn cần hắn chậm rãi tạo hình, chậm rãi hoàn thiện, cũng cần thời gian không ngừng diễn hóa, cuối cùng thế giới này lại biến thành một cái mặt khác hồng mông thế giới, một cái hoàn mỹ thế giới. Ông, Giang giật ở trong hư không đứng tiểu nửa ngày, xác định không có vấn đề gì về sau, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào Giang giới bên trong. Hiu hiu hiu, vô số người bay vụt mà lên, nhìn thấy Giang giật sau đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đếm không hết quân đội con dân từng mảnh từng mảnh quỳ xuống lại, cùng kêu lên hét lớn Giang đế giang đế xưng hô thế này là tiền vạn quán bọn người truyền đến cái này giang đế không thể đại biểu thiên đế bất qua tiến vào cái này giới diện con dân đều biết giang giật tại cái này giang giới bên trong liền là thiên đế là duy nhất chúa tể cảm thụ được giang giới bên trong thiên địa linh khí chính chậm rãi tăng trưởng cảm thụ được giang giới các nơi nhân tộc yêu tộc chung sống hòa bình an nhàn sinh hoạt nghe bên trong không khí thanh tân nghe nơi xa hài đồng tiếng cười vui giang giật cả người đều yên lặng tại ấm áp cùng trong sự vui sướng Bất luận bên ngoài thế nào, chỉ ít nơi này có thể trở thành nhân tộc cùng yêu tộc yên vui ổ, chỉ ít nhân tộc cùng yêu tộc sẽ không bị triệt để hủy diệt. Ánh mắt của hắn quét về phía Thiên Hàn Vương, địa sát phương bọn người, phát hiện trong mắt mọi người đều là ngưng trọng, "Trưng cầu ý vị." Hắn cười nhạt nói, "Đại gia tán đi đi, đều yên tâm, hết thảy đều rất tốt, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt." 10 ngày, ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh đầu hư không bên trên gật đầu nói ra, giang giới cùng nhiều như vậy hỗn độn đều tại hình thành thiên địa chi lực, chờ 10 ngày sau sinh ra thiên địa chi lực hội sinh ra rất nhiều, mặc dù không nhất định có thể diệt sát hạ vũ, nhưng ít ra, ta có sức tự vệ, là thời điểm nên đi ra ngoài một chuyến. chương 2124, trưởng khống, giang giật vào đây rất lâu, tình huống bên ngoài là một trộm không thông, ổn định thế giới của mình, còn sinh ra thiên địa chi lực, là thời điểm nên đi ra ngoài một chuyến. Bên ngoài còn có rất nhiều nhân tộc, vạn tượng tiểu giới bên trong phàm nhân càng là đếm không hết, đều là nhân loại đồng đội. Hắn thân là thiên đế truyền nhân, thanh đế cùng cửu dương thiên đế đều chết rồi, thủ hộ nhân tộc trọng trách này tự nhiên là ở trên người hắn. Các loại chờ 10 ngày qua đi, hắn liền có thể triệu tập bộ phận thiên địa chi lực cho mình sử dụng, đối đầu hạ vũ không nói đánh giết, tự vệ hẳn không có vấn đề. Còn như, hình sử đại nhân, thời gian dài như vậy, hình sử đại nhân luôn không khả năng tại thiên hồng giới ở lại A à mà lại hắn đem thiên yêu giới làm sụp đổ, việc này không có bất kỳ chứng cứ nào, căn bản không ai biết rõ. Nội tâm của hắn vẫn có một ít may mắn tâm lý, hắn cũng không phải ra ngoài đại làm, chỉ là ra ngoài dò xét một phen thôi. Thời gian dài như vậy, hình sử đại nhân đều tìm không thấy thế giới của hắn, giang giật triệt để yên tâm. Xem ra liền xem như thiên tiên đồng dạng không cách nào tìm tới thế giới của hắn, tiến vào thế giới của hắn, nơi này là tuyệt đối an toàn lại nói hắn có thiên địa chi lực ở cái thế giới này hắn vẫn là tuyệt đối chúa tể hắn tin tưởng liền xem như thiên tiên vào đây hắn cũng có thể chấn áp thật lâu không có trở về giang giật an nhàn ở tại giang đế thành bồi bạn mọi người chúng nữ một mực phi thường lo lắng tưởng niệm giang giật cái này mấy ngày tự nhiên quấn lấy không thả giang giật giải quyết xong một kiện tâm sự tâm tình thật tốt toàn thân triệt để buông lỏng cùng một đám thê tử ân ái triền miên hài lòng ghê gớm tại ôn nhu hương bên trong thời gian luôn luôn qua thật nhanh một cái trước mắt cửu thiên liền đi qua. Giang giật theo ôn nhu hương bên trong đi ra, cáo biệt mọi người, để các nàng an tâm tại giang giới ở lại, bên ngoài hết thảy có hắn. Hắn ra giang giới đi hư không bên trong, đứng tại giang giới bên ngoài, hắn từng cảm ứng thấy đi cửu thiên hư không bên trong vô hình vô sắc lực lượng nhiều gấp mấy chục lần. Dù sao một vạn lẻ tám ngàn khỏa hỗn độn đều tại chuyển động, đều tại liên tục không ngừng chế tạo thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực. Không tệ, không tệ, Giang giật phát hiện cái này một vạn lẻ tám ngàn cái hỗn độn trưởng thành tốc độ, rõ ràng so còn lại hỗn độn nhanh không chỉ gấp 10 lần, bất quá muốn trưởng thành thành giang giới lớn như vậy, ít nhất phải cái mấy vạn năm đi. Đương nhiên, giống như giang giật đem sinh ra thiên địa linh khí toàn bộ tập trung quán chú vào một cái hỗn độn bên trong, cái kia hỗn độn trưởng thành tốc độ sẽ vượt qua mấy chục mấy trăm lần. Ừm ừm, giang giật tạm thời cũng không muốn triệu tập thời tiết linh khí để một cái hỗn độn nhanh chóng tăng trưởng, dù sao giang giới trước mắt lại đến dưới, đang không ngừng trưởng thành. Về sau chờ hắn từng bước hoàn thiện thông thiên đại trận, linh khí hội càng ngày càng nhiều, muốn đem một cái hỗn độn biến thành đại bí cảnh, biến thành giới diện đều rất đơn giản. Trong hư không cẩn thận quan sát một phen, đứng tiểu nửa ngày, giang giật xác định toàn bộ không gian đều phi thường ổn định, mà lại trở nên càng ngày càng ổn định, hết thảy đều phi thường tốt đẹp. Hắn duỗi hai tay ra, quát khẽ thiên địa chi lực, tụ. Ông, hư không có chút ba động, Giang giật hai tay vị trí vầng sáng lên bạch quang, tựa như vạn điểm tinh quang hội tụ, vô số thiên địa chi lực bị hắn triệu tập, tiến vào hắn bên trong thân thể. A, à, thiên châu bên trong vang lên một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin, tiếp lấy mạnh nanh theo thiên châu bên trong xuất hiện, thiên đình bên trong cấm chế đối với mạnh nanh hoàn toàn vô hiệu, hắn có thể tùy ý ra vào. Hắn cảm nhận được ngoại giới dị động, kinh nghi ra. Đây, đây là thiên địa chi lực, làm sao có thể? Mạnh nhanh nhìn qua Giang giật ngay tại hấp thu thiên địa chi lực, đầy mắt chấn kinh, hắn đối với Giang giật thế giới này vốn là phi thường hoài nghi, giờ khác này triệt để không thể bình tĩnh. Giang giật không để ý mạnh nanh, tiếp tục hấp thu thiên địa chi lực, bất quá hấp thu một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại vỗ đầu một cái, trong lòng mắng thầm, phạm ngô xuẩn, ta đi ra, thế giới này liền sẽ biến thành của ta thứ 9 khỏa tinh thần. Ta tùy thời có thể dùng theo thứ 9 khỏa tinh thần bên trong triệu tập thiên địa chi lực, ta còn hấp thu cái giam A. Hắn ra phía ngoài, thế giới này liền là hắn thứ 9 khỏa tinh thần, ngay tại trong thân thể của hắn, tùy thời có thể dùng theo trong thân thể triệu tập thiên địa chi lực, hắn còn đi hấp thu cọng lông A, mà lại hấp thu hắn chứa đựng ở đâu. Hắn đem hấp thu tiến thân thể nội, không biết chứa đựng ở đâu thiên địa chi lực tán đi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mạnh nanh mỉm cười nói, mạnh đại ca, thế nào? Tiểu tử, mạnh nanh tựa như xem quái vật nhìn xem giang giật, có chút kích động hỏi, người mới vừa rồi là không phải đang hấp thu thiên địa chi lực. Đúng, giang giật mỉm cười không nói, cũng không có giải thích. Tiểu tử, người làm sao làm được mạnh nhanh tự nhiên biết rõ kia là thiên địa chi lực, hắn nhưng là tiên vực linh thú, nguyên bản có thượng tiên chi lực. Hắn không hiểu là giang giật rõ ràng không có đạt tới phong đế cấp là căn bản không có khả năng mượn nhờ thiên địa chi lực, coi như đạt đến phong đế cấp có thể mượn nhờ thiên địa chi lực cũng vô cùng ít ỏi. Trừ phi đạt tới thiên đế chi cảnh, tựa như thanh đế bổ ra một đao kia, tự mượn thiên địa chi lực áp bách, để thiên đình đều không thể di động, chỉ có thể mạnh mẽ kháng trụ một đao kia. Trọng yếu nhất chính là, Giang Giật không phải mới vừa mượn nhờ thiên địa chi lực, còn giống như hấp thu, nhưng cuối cùng lại đem thiên địa chi lực tiêu tán. Mặc dù không có triệt để hấp thu, nhưng ít ra Giang Giật có thể hấp thu, hắn có thể nhẹ nhõm trưởng khống thiên địa chi lực. Mượn nhờ cùng trưởng khống, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, võ giả tu luyện, vì nghịch thiên cải mệnh. Muốn nghịch thiên người đầu tiên hiểu thiên, người cũng không hiểu hắn làm sao nghịch hắn sở dĩ võ giả tu luyện bắt đầu hội cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, đi tìm hiểu thiên địa này, hiểu rõ thế giới này pháp tắc. Các loại chờ võ giả trở nên cường đại, đối với thiên địa này có sự hiểu biết nhất định về sau, liền có thể đơn giản tá nhất dưới thiên lực lượng. Tỷ như hỏa chi lực, phong chi thúc phược, đại địa gào thét, đây đều là thiên địa lực lượng một trong. Những này thiên địa chi lực là phi thường cơ sở, phi thường cấp thấp, tại võ giả tiếp tục tu luyện bắt đầu cảm mộ bản nguyên áo nghĩa về sau, liền có thể nắm giữ các loại thiên địa pháp tắc bản nguyên, tỷ như phong chi bản nguyên áo nghĩa, Hỏa chi bản nguyên áo nghĩa, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực hội càng nhiều. Cuối cùng, võ giả đột phá phong đế cấp, lúc này mới chân chính bắt đầu tiếp xúc thuần túy nhất thiên địa chi lực. Đây không phải phong lực, hỏa chi lực, lôi chi lực, mà là thuần túy thiên địa chi lực. Trong thiên địa ẩn chứa các loại nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, hủy diệt, quang minh vân vân. Thiên địa chi lực là sở hữu nguyên tố áo nghĩa mẫu thể, thiên địa chi lực bên trong ẩn chứa các loại nguyên tố chi lực, thiên địa chi lực là nhất cường đại là hồng mông thế giới sức mạnh khủng bố nhất. Lão thiên đều đến chân áp ngươi, ngươi còn có thể động còn có thể phản kháng còn có thể không chết. Phong đế cấp cùng phong đế cấp phía dưới võ giả có bản chất khác nhau, chiến lực cũng là cách nhau một trời một vực. Khác biệt ngay tại ở phong đế cấp phía dưới mượn nhờ chính là nguyên tố chi lực, nhiều nhất là nặng hơn nguyên tố dung hợp dung hợp áo nghĩa, nhưng phong đế cấp lại mượn nhờ chính là thiên địa chi lực, đây chính là khác nhau. Phong đế cấp cường hoành hay không, ngay tại ở có thể mượn nhờ thiên địa chi lực nhiều thiếu, đạt tới thiên đế chi cảnh về sau, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực độ phi thường khủng bố. Nhưng là, liền xem như thiên đế chi cảnh đều chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực, nếu muốn đánh khai tiên vực chi môn, lại là muốn trưởng khống thiên địa chi lực. Chỉ có có thể trưởng khống thiên địa chi lực người, mới có tư cách khống chế thiên địa chi lực mở ra kia đạo môn, tiến vào tiên vực, vĩnh sinh bất tử. Đây chính là một bước cuối cùng, theo mượn nhờ đến trưởng khống, không thể bước ra một bước này, cuối cùng sẽ cùng cửu dương thiên đế đồng dạng, mang theo tiếc núi đến chết. Mạnh nanh đột nhiên phát hiện giang giật thế mà có thể trưởng khống thiên địa chi lực, nói một cách khác giang giật lúc nào cũng có thể mở ra tiên vực chi môn, người nói mạnh nanh làm sao không khiếp sợ làm sao không kinh nghi phải biết giang giật cảnh giới trước mắt nhưng vẫn là phong vương cấp A. chương 2125, rốt cuộc ra sao? Cái gì làm sao làm được cứ như vậy làm được A? Giang giật không nghĩ thấu lộ quá nhiều thế giới của mình bí mật, mạnh nanh coi như đoán được một chút, hắn cũng không định nói cho hắn biết, sở dĩ mập mờ suy đoán trả lời một câu. Ngươi đang thử thử vừa rồi một chiêu kia, mạnh nanh lần này cũng không định buông tha giang giật, giống như giang giật có thể trưởng khống thiên địa chi lực, bọn hắn tùy thời có thể trở về tiên vực, chỉ cần trở lại tiên vực, mạnh nanh. Tự cũng không e ngại hình sự đại nhân, bởi vì hình sự đại nhân cũng không có chứng cứ chứng minh giang giật làm sụp đổ thiên yêu giới, hắn mạnh nanh tại tiên vực cũng không phải là không có chỗ dựa. Hắn nhưng là chấn thủ bắc điện linh thú, Bắc Điện ở vị kia hình xử đại nhân ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng thở. Tại thiên hồng giới, hình xử đại nhân là thiên, có thể đối giang giật cưỡng ép siêu hồn tìm chứng cứ, có thể tùy ý giết chết giang giật, đến lúc đó siêu tập đến chứng cứ, liền có thể trực tiếp đánh giết mạnh nhanh. Nhưng chỉ cần giang giật đi tiên vực, gia nhập Bắc Điện, hình xử đại nhân liền muốn cố kỵ rất nhiều chuyện. Ít nhất không dám cưỡng ép đối giang giật động thủ đoạn, giang giật chỉ cần chết cắn không thả, mạnh nhanh tìm người quần nhau thoáng cái việc này liền có thể bỏ qua mà lại giang giật nhanh như vậy niên kỳ liền có thể mở ra tiên vực chi môn tiền đồ bất khả hạn lượng đi bắc điện khẳng định lại nhận coi trọng bắc trong điện ở vị kia như mở miệng ai cũng không dám động giang giật vừa rồi một chiêu kia giang giật nhìn thấy mạnh nhanh con mắt màu đen bên trong cấp bách trầm ngâm một chút hai tay duỗi ra ở trong lòng quát khẽ nói thiên địa chi lực tụ bốn phía hư không lập tức có chút ba động ước phản tinh tinh chi điểm hướng giang giật hai tay tụ đến mạnh nhanh cẩn thận cảm ứng một phen càng ngày càng kích động hắn nhanh chóng quát khẽ nói không sai liền là thiên địa chi lực giang giật ngươi thử một chút có thể hay không lợi dụng thiên địa chi lực công kích ta công kích ngươi giang giật chừng mắt nhìn hắn như thật công kích mạnh nhanh có thể gánh vác được hắn nhưng là thế giới này chúa tể, một khi tâm hắn niệm khẽ động mạnh nhanh đoán chừng đều không động được đi sau đó chỉ có thể trơ mắt làm mục tiêu sống đã mạnh nhanh muốn tìm khổ giang giật tự không khách khí phụ cận dù sao không có hỗn độn không đến mức hủy đi hỗn độn phá hư thế giới này cân bằng uống, giang giật cũng không có sử dụng thế giới chúa tể chi lực chấn áp, chỉ là cầm trong tay tụ tập thiên địa chi lực đối mạnh nhanh đột nhiên vỗ tới. Suy suy, giang giật tiện tay vỗ, trong tay thiên địa chi lực hóa thành ức vạn ánh sao lấp lánh hướng mạnh nhanh bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh, mạnh nhanh không có ý định tránh, bên ngoài cơ thể sáng lên màu đen lưu quang chuẩn bị ngạnh kháng. Phanh phanh phanh, mạnh nhanh coi như muốn tránh đều không động được, chỉ có thể tiếp nhận ước vạn ánh sao lấp lánh xung kích, chỉ là sau một lát mạnh nhanh khóe miệng lộ ra tiên huyết, quát khẽ nói, tốt. Trở về, Giang giật hai tay tìm tòi, ước phản ánh sao lấp lánh lập tức trở về đi, Giang giật tiện tay vung lên, ánh sao lấp lánh biến mất không thấy, Giang giật bay qua quan tâm hỏi, mạnh đại ca, ngươi không sao chứ? Phốc, mạnh nhanh phun ra mấy cái tụ huyết, nhếch miệng cười, không sai, đích thật là thiên địa chi lực, mà lại phi thường dâng trào, phi thường nồng đậm, Giang giật ngươi thật có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Đáng tiếc, thủ đoạn kém ta, Người còn không biết lợi dụng thiên địa chi lực thi triển lợi hại công kích ha, ha ha ha, bất quá đủ rồi, đủ. Giang giật nhìn thấy mạnh nanh cư nhiên như thế hưng phấn, tò mò hỏi cái gì đủ. Mạnh nanh lau đi khóe miệng tiên huyết, kích động nói ra, người có thể trưởng khống thiên địa chi lực, tùy thời có thể dùng mở ra tiên vực chi môn, chỉ cần đi tiên vực, hình sử đại nhân đều làm gì được bọn ta không được. Tùy thời có thể mở ra tiên vực chi môn giang giật mộng, hắn có thể mở ra tiên vực chi môn cái này. Không thể nào, hắn đều có chút không tiếp thụ được. Lừa ngươi làm cái gì trưởng khống thiên địa chi lực liền có thể mở ra tiên vực chi môn. Mạnh nanh kiên nhẫn cho Giang giật giải thích, giải thích thiên địa chi lực cùng nguyên tố chi lực khác nhau, đem phong đế cấp thiên đế chi cảnh sự tình cùng Giang giật cẩn thận giải thích một lần. Cửu dương thiên đế tàn hồn tan mất, si hồng giờ phút này còn tại thiên đình bên trong ngủ say, không ai cho Giang giật nói những này, hắn còn là lần đầu tiên đối với phong đế cấp, thiên đế chi cảnh có hệ thống hiểu rõ. Phong đế cấp phía dưới là mượn nhờ các loại nguyên tố chi lực, phong đế cấp có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, thiên đế chi cảnh cũng là mượn nhờ thiên địa chi lực, nếu muốn đánh khai tiên vực chỉ có thể chỉ có trưởng khống thiên địa chi lực. Giang giật sau khi nghe xong, nội tâm sáng tỏ thông suốt, mượn nhờ cùng trưởng khống kia hoàn toàn chính xác có bản chất khác nhau. Giống như theo mạnh nanh nói như vậy, thật sự là hắn xem như nắm trong tay thiên địa chi lực. Nói một cách khác, hắn tùy thời có thể dùng mở ra tiên vực chi môn, tiến vào tiên vực, vĩnh sinh bất tử không đúng đột nhiên giang giật linh hồn chấn động hắn phát hiện một cái lớn vô cùng vấn đề thật sự là hắn có thể trưởng khống thiên địa chi lực nhưng hắn trưởng khống chính là mình thế giới thiên địa chi lực thế giới này là chính hắn sáng tạo hắn là thế giới này chúa tể thế giới này hắn một ý niệm đều có thể hủy diệt cái gì không thể trưởng khống hắn cũng không phải là thông qua cảm giác ngộ thiên địa pháp thì cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa loại này chính quy cùng đường trưởng khống thiên địa chi lực sở dĩ hắn hẳn là không cách nào trưởng khống hồng mông thế giới thiên địa chi lực, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn là không cách nào tại hồng mông thế giới mở ra tiên vực chi môn. Đừng nói trưởng khống, hắn không có đạt tới phong đế cấp, hồng mông thế giới thiên địa chi lực hắn đều không thể mượn nhờ, chỉ có thể mượn nhờ nguyên tố chi lực, Tỷ như hỏa chi lực, phong chi thúc phược những thứ này. Những chuyện này, giang giật không cách nào cùng mạnh nanh giải thích, hắn cũng không muốn đi giải thích, thế giới của hắn bí mật người biết càng ít càng tốt. Hắn trầm ngâm một phen, tạm thời đem những này sự tình thả một chút, nói ra, mạnh đại ca, đã như vậy, ta muốn đi ra ngoài dò xét một phen. Giống như hình sử đại nhân rời đi, chúng ta tự mau chóng đem minh tộc hủy diệt, sau đó nghĩ biện pháp mở ra tiên vực chi môn tiến vào tiên vực. Đúng rồi, mạnh đại ca ngươi có thể bảo chứng đi tiên vực, hình sử đại nhân sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Cái này không có vấn đề, mạnh nanh phi thường tự tin nói ra, chỉ cần có thể đi tiên vực, chỉ cần ngươi gia nhập bắc điện, ngươi chết cắn nói không có việc này, không có chứng cứ hình sự đại nhân cũng bắt ngươi không có cách nào. Nghe nói giang giật muốn đi ra ngoài, mạnh nhanh trịnh trọng bàn giao nói, ngươi ra ngoài có thể, nhưng nhất định phải trong vòng một canh giờ vào đây. Giống như hình sự đại nhân còn tại hồng mông thế giới, hắn có thể tại trong vài canh giờ chạy tới. Dùng ngươi khống chế điểm ấy thiên địa chi lực, đối đầu hình sự đại nhân, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết ngươi. Ngươi có biết hình sử đại nhân có thể triệu tập bao nhiêu thiên địa chi lực ít nhất có thể triệu tập hồng mông thế giới một thành thiên địa chi lực, người điểm ấy thiên địa chi lực căn bản không đáng chú ý. Một thành, Giang giật trợn tròn mắt, toàn bộ hồng mông thế giới lớn bao nhiêu bên trong thiên địa chi lực có bao nhiêu một thành cái kia chính là một phần 10 A. Khủng bố như thế thiên địa chi lực, muốn giết hắn thật cùng mổ heo làm thịt dê không có khác nhau. Một canh giờ đủ, Giang giật nhẹ gật đầu, hắn chỉ là ra ngoài dò xét một chút tình huống, một canh giờ đầy đủ đạt được hắn muốn tình báo. Vậy ta đi ra ngoài trước một chuyến, tình huống không đúng ta lập tức vào đây việc này không nên chậm trễ gian giật ngồi không yên quyết định lập tức khởi hành tìm địa phương dò xét tình báo hắn tinh tế đi cảm ứng hồng mông thế giới hắn không có lựa chọn đi thiên hồng giới cũng không có đi minh giới phụ cận mà là lựa chọn thiên tề giới hắn rời đi thời gian dài như vậy thiên tề giới khẳng định sẽ bị minh tộc chiếm cứ bên trong hẳn là có minh tộc trinh sát đi thân ảnh của hắn biến mất ở trong hư không sau một khắc ra thiên tề giới thiên tề thành trên không ha ha Tại Giang giật ra thiên tề giới trong nháy mắt, tại cửu dương thành bên trong nằm chập mắt hình sử đại nhân đôi mắt đột nhiên mở ra, đùa cợt cười nói, rốt cuộc ra sao? chương 2126, rửa mắt mà đợi. Giang giật quá coi thường hình sử đại nhân kiên nhẫn, trong tiên vực người đều có thể vĩnh sinh bất tử, tuế nguyệt đối với bọn hắn tới nói là dài dằng dặc Bọn hắn thậm chí đều không có thời gian quan niệm, chỉ cần tiên vực không có việc gì, hình sử đại nhân có thể một mực tại cái này ở. Tiên vực rất tốt, bên trong có quá nhiều hồng mông thế giới không có bảo vật, nhưng ở tiên vực chờ đợi nhiều năm như vậy, hình sử đại nhân sớm đã có ta chết lặng. Tại đại thành trì lại lâu, ngẫu nhiên đến nông thôn chơi đùa cũng không tệ. Tiên vực quy củ rất nhiều, hình sử đại nhân chính mình tự chủ quản hình luật, sao có thể không lấy thân làm thì giờ khác này ở cửu dương thành bên trong ở, mượn truy tra thiên yêu giới sụp đổ việc này, để hình sử đại nhân khó được buông lỏng một đoạn thời gian. Đừng nhìn hình sử đại nhân trong khoảng thời gian này một mực không có động tính, mỗi ngày liền là sống phóng túng, còn đùa bỡn mấy cái cực phẩm nữ tử. nhưng hắn tại toàn bộ thế giới đều lưu lại chính mình ấn ký, chỉ cần thế giới này có lạ lẫm cường giả lạ lẫm khí tức xuất hiện, hắn đem có thể trước tiên biết rõ. đi sống phóng túng hưởng thụ đến không sai biệt lắm, nên làm một chút chuyện chính. hình sử đại nhân thân thể lóe lên ra thiền điện bên trong hạ vũ bên người, hắn lạnh giọng nói ra, giang giật xuất hiện, ngay tại đông bắc bên cạnh cái kia giới diện bên trong. a à, hạ vũ đôi mắt đột nhiên mở ra lập tức hướng ra phía ngoài bay đi, một bên kinh hỉ nói ra, đại nhân, mời theo ta truyền tống đi qua, chúng ta hợp lực cầm xuống giang giật. Hưu, hình sử đại nhân bắn ra, đi minh thần đại trận bên trong, hạ vũ quát khẽ truyền tống. Thủ hộ truyền tống trận minh vương đánh ra đạo đạo màu đen minh lực khởi động minh thần đại trận, nhưng mà minh thần đại trận bên trong đột một truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, tiếp lấy đại trận băng liệt, hạ vũ cùng hình sử đại nhân bất đắc dĩ chỉ có thể bắn ra. Bên kia đại trận bị hủy diệt hạ vũ sắc mặt biến đến âm trầm, các nàng chỉ có hai người, chỉ cần cho các nàng gần nửa canh giờ liền có thể truyền tống đi qua. Giang giật quá độc ác, vừa ra thiên tề giới tự hủy đi minh thần đại trận. Hừ, hình sử đại nhân sắc mặt cũng thay đổi lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía hạ vũ nói, bản tọa mang người bay thẳng đi qua đi, bên kia cũng không tính xa, hai canh giờ liền có thể đến. Chúng ta trước truyền tống đi thiên tiên giới đi, bên kia cách ly thiên đủ giới gần rất nhiều, đến lúc đó đại nhân lại mang ta bay qua thời gian tựu ngắn tốt, hình sử đại nhân cùng hạ vũ tiến vào một cái khác minh thần đại trận, hạ vũ nghĩ nghĩ đưa tin cho minh cổ nhìn kỹ thanh linh, tình huống không đúng trực tiếp chém giết, tiếp lấy nàng cùng hình sử đại nhân biến mất tại cửu dương thành trong quảng trường. Ha ha, còn treo ở tòa thành phía trên thanh linh thấy cảnh này khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nàng rất thông minh thoáng cái tự đoán được giang giật đã ra tới, đồng thời thoáng cái tự hủy đi một cái giới diện bên trong minh thần đại trận. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ giang giật đề phòng hạ vũ bên này đâu, Thanh Linh nội tâm có chút kích động, Giang Giật có thể hay không cuối cùng đánh giết Minh Đế đưa nàng cùng thất giới giải cứu đâu, nàng rửa mắt mà đợi. Dầm dầm dầm, thiên tề thành bên trong ngay tại bộc phát đại chiến, thành nội có hơn 100 vạn minh tộc quân đội, đây là hạ vũ vì tìm kiếm Giang Giật tại các giới đều đồn trú quân đội. Giang Giật sau khi ra ngoài phát hiện nhiều như vậy minh tộc quân đội đương nhiên sẽ không khách khí, trước đổ sát một trận, lại bắt bộ phận cao cấp minh tướng đi vào siêu hồn khảo vấn tin tức. Viêm đế năm người phong đế cấp đều triệu tập ra, còn có ngụy bình bình vân thiên vương hạng khôi các loại chờ một đám ngụy đế cấp mặt khác liền là vô tận hỗn độn trùng thời gian cấp bách giang giật nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc chiến đấu sau đó trở lại thế giới của hắn vạn nhất hình sử đại nhân ở đây bị hắn truy tung đến tựu rất phiền toái hơn 100 vạn minh tộc cũng không có cường đại minh vương đồ sát ngược lại là rất nhanh giang giật phân phó viêm đế bọn người cầm xuống rất nhiều cao cấp minh tướng toàn bộ đánh cho trọng thương lại không đánh giết hỗn độn trùng điều tập mấy trăm vạn phía dưới chiến đấu khoảng chừng sau gần nửa canh giờ tửu kết thúc cao cấp minh tộc bị bắt hơn ngàn cái giang giật phung tay lên nói vào thiên đình chúng ta đi minh giới đi minh giới một đám người ngạc nhiên sau đó nhìn thấy giang giật ánh mắt quét xuống toàn bộ đều hiểu giang giật vừa rồi truyền âm cho bọn hắn cố ý lưu lại mấy cái cất dấu trinh sát đoán chừng tin tức này là cố ý thông qua mấy cái này trinh sát truyền cho hạ vũ a giang giật nhanh chóng đem hỗn độn trùng thu vào đi chờ tất cả mọi người tiến vào về sau hắn thân thể hướng trên không trung bay đi đợi chút nữa mặt trinh sát dò xét không đến về sau hắn mở ra thông đạo tiến vào hắn trong thế giới khi tiến vào thế giới trước mạnh nanh ra hắn thần thức bốn phía lướt nhìn một lần gật đầu nói hình xử đại nhân không có ở cái này giới diện bên trong đi mau mạnh nanh tiến vào thiên đình hắn tiến vào trước đó trong tay đánh ra một đạo bạch quang đem phụ cận giang giật khí tức cưỡng ép xóa đi Giang giật thu hồi thiên đình tiến vào trong thông đạo, sau đó thông đạo biến mất, không gian khôi phục nguyên dạng, khắp nơi trở nên bình tĩnh, chỉ để lại toàn thành tàn thi. Hơn một canh giờ về sau, thiên tề thành không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy hai thân ảnh xuất hiện, hình sử đại nhân cùng hạ vũ tới. Chạy, hình sử đại nhân thần thức nước nhìn một vòng, sắc mặt biến lạnh, hạ vũ càng là trong mắt đều là sát ý, phía dưới hơn 100 vạn minh tộc thi thể, đó cũng đều là minh tộc con dân A. Vù vù ẩn lúc mấy cái trinh sát phát hiện hạ vũ về sau vội vàng bắn ra quỳ một chân xuống đất quát khẽ tham gia đế tôn tham gia đại nhân hạ vũ cắn răng nghiến lợi nói ra giang giật chạy trốn bao lâu hơn một canh giờ một cái trinh sát trả lời đế tôn nhanh đi thánh giới giang giật nói muốn đi thánh giới đổ sát thánh giới là minh tộc đối với minh giới xưng hô hạ vũ sắc mặt lần nữa trở nên lạnh càng thêm giận không thể nghỉ hình sự đại nhân tại cái này giang giật thế mà tứ không kiêng sợ chuẩn bị đi minh giới đổ sát thật lớn mật Hừ hừ, mạnh nanh, hình sử đại nhân lại bất phi sở động, nhắm mắt lại cảm thụ một phen, hắn rõ ràng cảm nhận được mạnh nanh khí tức. Điều này nói rõ ràng giật cùng mạnh nanh hoàn toàn chính xác cùng một chỗ, thiên yêu giới sự tình càng làm cho hắn hoài nghi. Đại nhân, hạ vũ không có vội vã đi minh giới, ánh mắt nhìn về phía hình sử đại nhân nói ra, ngài có thể truy tung đến giang giật hành tung sao hắn là thế nào đào tẩu đến cùng tiềm ẩn ở đâu. Không thể, hình sử đại nhân cảm ứng thoáng cái lắc đầu nói, mạnh nanh hẳn là giúp hắn xóa đi khí tức, khí tức của hắn đi trên không trung tựu biến mất, không cách nào truy tung. Còn tiềm ẩn ở đâu cái này còn muốn ta tra xét rõ ràng. Vậy đại nhân, hạ vũ nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta là trước tiên ở cái này dò xét đâu, vẫn là đi thánh giới, hay là xoay chuyển trời đất hồng giới. Hồi thiên hồng giới, hình sử đại nhân phi thường xác định nói ra, ở đâu dò xét đều là dò xét, cái kia thụ yêu nữ tử chớ để cho giang giật cứu đi, còn các người giới kia giang giật còn không có ngu như vậy hắn rõ ràng là ra dò xét tin tức. Tốt, hạ vô tương đối tán đồng hình sử đại nhân, hình sử đại nhân rất mau dẫn lấy hạ vũ biến mất trên không trung, hướng thiên tiên giới ghé qua mà đi, sau đó lại truyền tống đi thiên hồng giới. Thanh linh đại nhân, ở trong thiên đình, tại thiên phượng đại đế đối minh tộc siêu hồn về sau, đem thanh linh sự tình nói chuyện, giang giật con mắt thoáng cái đỏ lên, hắn thân thể lập tức truyền tống ra thiên đình, bất quá mạnh nhanh lại theo sát phía sau xuất hiện, quát khẽ nói, giang giật ngươi muốn làm gì ngươi muốn đi chịu chết sao hình sử đại nhân rõ ràng không hề rời đi, vạn nhất ngay tại thiên hồng giới chờ ngươi đấy. Ông, Kha lộng ảnh cũng theo thiên đình bên trong lấp lánh mà ra, bắt lấy giang giật nói, giang giật, đừng nóng vội, hạ vũ mục tiêu là ngươi, bắt thanh linh đại nhân mục đích đúng là vì để cho ngươi xúc động khinh suất Nếu như ngươi chết, thanh linh đại nhân đồng dạng là chết, lãnh tĩnh một chút, chúng ta có thể hảo hảo nghĩ biện pháp. Hô hô, Giang giật trong đầu hiển hiện thanh linh bị trói tại cửu dương thành tòa thành phía trên, tóc tai bù xù toàn thân đều là huyết hình tượng sắc mặt có chút trở nên có chút dữ tợt, hắn cắn răng nói ra, thanh linh đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Hạ vũ, chờ đó cho ta, ta sẽ để cho ngươi hình thần câu diệt. chương 2127, Lượng Kiếm, một tháng, theo bắt lấy minh tướng siêu hồn biết, hạ vũ quyết định một tháng sau chém giết thanh linh. Theo thời gian tính giờ phút này khoảng cách một tháng kỳ hạn còn có 5 ngày, Giang giật tinh tế nghĩ nghĩ có chút giải sầu, chỉ ít còn có thời gian. Cũng không biết thất giới tình huống như thế nào. Giang giật nghĩ đến một chuyện khác, 10 ngày trước cửu dương thành bên trong liền đã kiến tạo tốt liên tiếp thất giới minh thần đại trận. Hạ vũ điều tập hơn 3.000 vạn quân đội phân biệt hạ giới, mỗi một cái giới diện 500 vạn quân đội, phân biệt có một cái phong đế cấp minh vương, 10 cái ngụy đế cấp minh vương dẫn đội thất giới phân biệt bị giang giật rời đi mấy trăm ức con dân, nhưng bên trong còn có mấy trăm ức, vấn đề là không có một cái nào cường giả. Giống như minh tộc đại quân tại thất giới trắng trợn giết chóc, đoán chừng giờ phút này thất giới đã luân hãm. Thất giới liên tiếp ước vạn cái vạn tượng tiểu giới, minh tộc quân đội có thể phân biệt theo kiến tạo tốt trong truyền tống trận truyền tống đi vạn tượng tiểu giới. Những cái kia vạn tượng tiểu giới thiên thần đều không có, tùy ý đi mấy cái cấp thấp minh tộc liền có thể quét ngang, đem toàn bộ nhân tộc yêu tộc biến thành minh nô nghĩ tới đây giang giật cùng viêm đế thạch đế ngụy thiên vương bọn người sắc mặt đều trở nên yếu ớt đây chính là nhân tộc cơ sở là nhân tộc đồng bào bình thường bọn hắn có thể không thèm để ý nhưng nghe nói nhiều như vậy nhân tộc có thể đều biến thành minh nô về sau tất cả mọi người vẫn là nội tâm thống khổ vạn phần bọn hắn là nhân tộc nhất cường đại chiến sĩ có được trí cao vô thượng địa vị là phàm nhân trong mắt thần là bọn hắn thủ hộ thần giờ phút này nhân tộc gặp nạn bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhìn xem từng cái gia tộc cửa nát nhà tan, từng cái giới diện trầm luân, từng đầu sống sờ sờ sinh mệnh biến thành cái xác không hồn. Giang giật trong lòng nhất cảm giác khó chịu, hắn lại chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn để mọi người trước thương nghị một phen, chính mình mang theo kha lộng ảnh thiên đi thiền điện bên trong gặp mặt mạnh nanh. Mạnh đại ca, Giang giật cùng kha lộng ảnh đơn giản sau khi hành lễ, Giang giật sắc mặt ngưng trọng nói ra, nhưng có biện pháp để hình xử đại nhân hồi trở lại tiên vực một chuyến, ta có nắm chắc cùng hạ vũ một trận chiến, chỉ cần hủy diệt minh tộc, ta lập tức nghĩ biện pháp mở ra tiên vực chi môn. Hình sử đại nhân quá cường đại, 36 vị thiên tiên bên trong xếp hạng đệ thất, có thể điều động hồng mông thế giới một phần 10 thiên địa chi lực, chớ nói chi là hình sử đại nhân nắm trong tay rất nhiều tiên thuật. Giang giật chỉ cần cùng hắn đối mặt, trong nháy mắt sẽ bị hắn cầm xuống hoặc là đánh giết. Sở dĩ, biện pháp duy nhất, chỉ có thể nghĩ biện pháp để hình sử đại nhân rời đi hồng mông thế giới một đoạn thời gian, cho dù là ngắn ngủi mấy ngày như vậy đủ rồi để hình sử đại nhân hồi trở lại tiên vực, mạnh nanh khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười khổ, người cho rằng có thể sao hắn có thể tại thiên hồng giới lại thời gian dài như vậy, đây rõ ràng là hoài nghi người đem thiên yêu giới làm sụp đổ. Không điều tra rõ chuyện này hắn làm sao có thể hồi trở lại tiên vực lại nói. Ta không cách nào đi tiên vực, càng không cách nào liên hệ trong tiên vực người, ta làm sao có biện pháp đem hình sử đại nhân lừa gạt trở về. Giang giật cùng kha lộng ảnh trầm mặc, hình sử đại nhân không phải đồ ngốc, Chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm bị lừa trở về Coi như bị lừa trở về đoán chừng cũng là làm bộ Quay đầu giang giật vừa xuất hiện Hắn khóa chặt giang giật sau trực tiếp đi xuyên qua Vậy sẽ càng hỏng bét Hình sự đại nhân tại Giang giật bị bắt liền sẽ bị cưỡng ép siêu hồn Tại hồng mông thế giới hình sự đại nhân có thể tùy ý làm bậy Coi như không có lý do xử lý giang giật cũng không tính là sự tình Một khi theo giang giật linh hồn bên trong đạt được chứng cứ Mạnh nhanh đều chỉ có thể bị giết Kha lộng ảnh nghĩ nghĩ nói ra nếu không chúng ta chia ra hành động đem hình xử đại nhân cùng hạ vũ tách ra giang giật có thể tự do ghé qua toàn bộ thế giới chỉ cần hành động tốc độ nhanh đem hạ vũ cùng minh tộc cao cấp cường giả phân biệt xử lý coi như hình xử đại nhân lưu tại thiên hồng giới chúng ta cũng có thể tại tu di thế giới bên trong một mực ở lại kha lộng ảnh rất thông minh giang giật rất nhiều chuyện cũng không có nói cho nàng nhưng nàng có thể khống chế thiên đình có thể tùy thời dò xét tình huống bên ngoài cho nên có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện tỉ như Giang giật có thể nhẹ nhõm ghé qua đi hồng mông thế giới bất kỳ địa phương nào. Hừ hừ, mạnh nanh cười lạnh một tiếng nói, các người quá coi thường hình sử đại nhân, lần này Giang giật là ẩn núp thật lâu mới xuất hiện, mà lại hình sử đại nhân hẳn không có nắm giữ chứng cứ xác thực, sở dĩ sẽ không quá cấp bách muốn tóm lấy Giang giật. Không phải Giang giật ra cái gì địa phương, hắn vận dụng tiên thuật, hao phí thiên lực trong vòng nửa canh giờ liền có thể đến Giang giật phụ cận. Trong vòng nửa canh giờ, Giang giật cùng Kha Lộng ảnh liếc nhau, sắc mặt biến đến tái nhợt, nửa canh giờ có thể làm gì chỉ có thể chém giết trăm vạn minh tộc quân đội, giống như hắn điều động nhân tộc quân đội quá nhiều, cũng không kịp thu nhập thiên đình. Đây là mạnh nanh phỏng đoán cẩn thận, giống như hình sử đại nhân nắm giữ càng thêm cường đại tiên thuật, một nén nhang tựu đến giang giật bên người đâu vậy thì cái gì đều xong. Lại nguy hiểm cũng muốn trước tiên đem thanh linh đại nhân cấp cứu dưới. Giang giật trầm ngâm thời gian một nén nhang, ánh mắt nhìn về phía mạnh nanh nói ra, mạnh đại ca, Ngươi nhưng có cường đại thuật ngụy trang hoặc là phân thân thuật tỷ như giúp ta làm một cái phân thân, để hình sử đại nhân đều dò xét phân biệt không được giả thân. Phân thân, mạnh nanh trầm ngâm, rất nhanh ánh mắt sáng lên nói, vấn đề này không lớn, hình sử đại nhân thần thức rất cường đại, nhưng giống như khoảng cách quá xa, ta hơi làm một chút tay chân, hắn khẳng định phân biệt không được thật giả. Bất quá, hắn cuối cùng sẽ nhìn ra ta động tay chân, hội triệt để ghi hận của ta, ngươi như bị hắn cầm xuống, tìm được chứng cứ, ta khó thoát khỏi cái chết. Giang giật nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói ra, mạnh đại ca, vấn đề là. Cục diện, nếu ta rơi vào hình xử trong tay đại nhân, người cũng chạy không được a. À. Tin tưởng ta mạnh đại ca, ta hội trong nháy mắt nghĩ biện pháp cứu thanh linh, đánh giết hạ vũ, chỉ cần chấn áp minh tộc, ta sẽ không còn lo lắng, lập tức toàn tâm toàn lực nghĩ biện pháp mở ra tiên vực chi môn, dẫn người đi tiên vực. Người không phải nói đi tiên vực, hình xử đại nhân cũng bắt chúng ta không có cách nào sao. Tốt kha à mạnh nhanh cùng giang giật chỗ một đoạn thời gian biết rõ tính cách của hắn giống như không đem hồng mông thế giới sự tình xử lý tốt hắn tuyệt đối sẽ không chỉ lo tự mình đi tiên vực